Lúc đó là cái đêm đầu tiên đó nó vui lắm mà. Vợ em á thì khi mà nhậu say vô á thì bắt đầu là không nhớ gì hết á. Cái tự nhiên đêm đó về khách sạn á, cái tự nhiên đè em ra làm cho hai nháy. Xong rồi cái tới sáng á, cái khều em: anh ơi hỏi cái gì nữa? À, cái nữa. Cái em mới nói: trời ơi, hôm qua làm tôi hai nháy rồi, bây giờ đòi thêm một cái nữa là sao? Ủa vậy hả, sao em không nhớ gì hết vậy? Trời đất ơi. Cái em cảm thấy như em bị tổn thương á anh. Em bị tổn thương, không nhớ gì hết. Địch mọi lúc mọi nơi, một ngày địch 100 phát là chuyện bình thường nha chị. Đang chạy xe ngoài đường nè, đèn đỏ thắng nhớ. Cái ép là nhóm được một cái bút vô mặt em liền, đỡ không kịp rồi. Thế thì mà người kế bên tại chạy kế bên người ta nghe luôn, đợi trời ơi luôn. Thả bơ mọi lúc mọi nơi luôn, đó là chuyện bình thường mà nhiều khi em phát cọc luôn chị. Chào em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả mọi người ở đây ạ. Em tên là Phạm Minh Hùng, năm nay em 29 tuổi, nghề nghiệp của em là thợ xăm. Em là người Sài Gòn ạ, bạn bè thường gọi em với nickname là Hùng Pop ạ. Mời em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả mọi người. Em tên là Đinh Nguyệt Cầm, mọi người thường gọi em là Ti Mì Tôm. Em năm nay 27 tuổi và em sống ở Sài Gòn. Em làm nghề gì? Dạ em kinh doanh online. Ôi toàn là những người của thế hệ trẻ trung, năng động và sáng tạo và thời đại nữa, đúng không? Dạ. Em đoán đi, hai bạn này gặp nhau lần đầu tiên như thế nào, gặp nhau ở đâu? Không đoán cái này là chắc, đúng chắc luôn. Anh thấy trên tay em cũng có sâm đúng không? Dạ. Cho nên là có thể là em đi đến tiệm, em đến cái tiệm của anh Hùng này, em tha thu. Và thế là em gặp cái anh chủ này quá ư là đẹp trai. Và thế là hai người đã phải lòng sau nhau, sau khi mà nhau, xâm nhau xong rồi, xâm xong rồi, coi như là hai bạn bắt đầu tiến tới tình yêu đúng không? Dạ không ạ. Dạ không. Thôi, kêu đón lại. Dạ, hai tụi em gặp nhau lần đầu tiên á là tại trên quán nhậu. Em là được cô bạn của Ti đây rủ em ra quán. Em thì ấn tượng Ti là nhìn lúc đầu nhìn bạn này cũng có xăm, cũng cùng chung sở thích với mình nè. Nói chung là mình nhìn bạn xăm chỗ khác chứ không phải xăm chỗ em. Dạ, khi mà cất tiếng lên á thì em nghe trời trời sao giọng khàn quá vậy, sao mình nghe giống như là cô nào chuyển giới thành công quá vậy ta. Em hết hồn. Nhưng mà anh nghe cái giọng cầm cũng đâu đến nỗi mà như anh tả là giống như là con trai đâu. Chắc lúc đó em bị khăn tiếng cấp độ nặng. Dạ. Dạ. Vậy thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Lần đầu tiên gặp ảnh thì em rất là ấn tượng, tại vì ảnh rất là dị, lập dị, xăm rất là nhiều, mà xuống móng tay đen, xỏ nhiều khuyên tai lưỡi trên mặt. Nói chung là nhìn rất là lạnh lùng, mà kiểu dạng như là cá tính rất là quậy. Nhưng mà khi mà tiếp xúc á, thì em thấy anh rất là thương thiện, không có giống như bề ngoài. Cho nên em rất là thích ở điểm đó. Nhìn hầm hố. Nhìn rất là hầm hố. Nhiều người thấy em như vậy á, cũng khách hàng cũng tới xăm này nọ cũng nói là nhìn anh trên hình thấy sợ lắm, nhưng mà tiếp xúc thì thấy anh hơi khùng. khùng. Dạ. Hay nói em anh hơi, anh có hơi tưng tưng. Rồi sau đó thì cái mối tình của các bạn tiến triển như thế nào? Vài lần đầu gặp á thì chỉ là nghĩ là bạn bè thôi. Chứ chưa nghĩ là sẽ là quen. Tại vì em gặp ảnh trong cái khoảng thời gian đó em đang thức tình. Tụi em tìm hiểu nhau được vài tháng thì chính thức quen nhau được 3 ngày rồi chia tay. Em không biết lý do là biết gì. Lý do luôn đúng dạ. không? Đến mãi một tuần sau á thì vợ em mới là nhắn tin cho em, nói là anh ơi rảnh không, mình đi ăn nha. Xong bắt đầu mới xin lỗi em. Em thật lòng là đang muốn quay trở lại với ảnh đúng không? Dạ đúng. Lúc đó nhắn tin còn không biết anh có trả lời hay không. Sợ là người ta nói là đâu phải muốn quen muốn bỏ người ta. Cũng có giải thích là tại vì em sợ là làm tổn thương anh. Em sợ là em quen anh rồi em còn nhớ người cũ. Thì trong khoảng thời gian đó thì thực sự là rất là nhớ và quay lại và quen nhau tới bây giờ luôn. Vậy là bạn vợ rất là gọi là khí khái á. Cái tánh rất là khí khái á. Rồi sau đó thì cái tình yêu của các bạn là có đi xa hơn một chút không? Dạ có, tụi em quen nhau được khoảng 3 năm thì bắt đầu là tụi em mới làm đám cưới. Thì trong 3 năm đó là tụi em có giống như những cặp vợ chồng son khác là giữ gìn cho tới tận đêm tân đó. Hôn không? Dạ không ạ. Dạ, à. Tụi em ăn cơm trước kẹn. Khi quay trở lại là khoảng độ tầm 3 tháng sau. Lúc đó là cái đêm đầu tiên đó nó vui lắm mà. Vợ em á thì khi mà nhậu say vô á thì bắt đầu là không nhớ gì hết á. Cái tự nhiên đêm đó về khách sạn á, cái tự nhiên đè em ra làm cho hai nháy. Xong rồi cái tới sáng á, cái khều em: anh ơi hỏi cái gì nữa? À, cái nữa. Cái em mới nói: trời ơi, hôm qua làm tôi hai nháy rồi, bây giờ đòi thêm một cái nữa là sao? Ủa vậy hả, sao em không nhớ gì hết vậy? Trời đất ơi. Cái em cảm thấy như em bị tổn thương anh. Em bị tổn thương, không nhớ gì hết. Khi mà hai bạn quyết định mà đi ăn cơm trước kẽn vậy đó. Dạ. Là nó có một cái điều gì khác ngoài cái việc dạ có một cái điều là... Thì vào cái năm 2012 đó thì có một cái nhà tiên tri hay nói là cái ngày đó ngày có 20, ngày tận thế, ngày 20 tháng 12
Cái đó chỉ là cái cớ thôi. Em với vợ em như là muốn đến bên nhau trong đêm đó thôi. Nói em ơi, ngày mai tận thế rồi, tối nay mình đi khách sạn nha. Ví dụ mà mai tận thế có chết thì chết cùng với nhau. Để hợp thức hóa mà ăn cơm trước. Dạ đúng. Ủa chị hỏi, trong quá trình mà hai đứa bắt đầu yêu nhau thì em có xăm cho vợ em cái hình nào không? Dạ có, cái vợ em cũng thích. Cứ đòi hoài. Mỗi lần xăm á là về gặp mẹ vợ thì mẹ vợ bảo là Hùng ơi, đừng xăm cho Ti nữa. Dạ con đâu có xăm đâu. Sao Ti nó nói con đè nó ra xăm không mà. Tại sao em nói với mẹ vậy nó? Tại vì em nói vậy em đổ lỗi cho anh để mất công mẹ la em sao. Nó thật sự là chỉ đòi, chỉ muốn. Nhưng mà thật sự là cứ đổi qua cho em, đổ lỗi qua cho em là em đè ra nè. Em thấy mẹ... tổn thương không? Em cảm thấy em tổn thương không? Gia đình em á thì là cái ngày mà em dẫn Hùng về ra mắt đó thì nhìn Hùng xăm nhiều như vậy có trở ngại gì không? Mẹ mất hồn không? Dạ lúc đầu thì cũng khuyên dữ lắm. Cũng nói là suy nghĩ kỹ nha con. Tại nhìn thấy bề ngoài thì cũng hầm hố quá. Lúc đầu nhìn tưởng anh này anh chơi quậy phá. Quen nhau là anh rất là ốm, mà anh xăm rất là nhiều nữa. Nhìn xỏ khuyên rồi nữa cho nên nhìn anh rất là quậy luôn. Thì gia đình cũng khuyên dữ lắm. Chứ cũng thấy lạ lắm, thấy ảnh như người ngoài hành tinh. Tiếp xúc với ảnh thì người lớn gia đình em rất là thích. Rất là thích Hùng, tại vì Hùng rất là lễ phép. Với lại Hùng rất là đàng hoàng, nói chuyện thân thiện lắm. Chứ không có như là mình nghĩ ở ngoài. Dạ sau đó là cưới tụi em. Bên gia đình em thì chắc chắn là dẫn cô này về là thích liền đúng không? Dạ là chịu ngay. Đúng. Lúc đầu mẹ em còn nói đó, mày xăm nhiều vậy không biết sau này mày cưới ai. Các em cưới được bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới được 3 năm mà. Dạ. Hai bạn đều cá tính hết trơn á. Thì cái năm đầu tiên về với nhau á, thường hay có những cái sự cọ sát về cá tính á. Có xảy ra những cái biến cố gì? Khi vừa cưới nhau xong bắt đầu về ở với nhau á, 4 tháng đầu tiên là 4 tháng gọi là gay go nhất. Thì em là người hay ham công việc với lại thể thao. Tối em lại đi tiếp xúc với lại mối quan hệ ở ngoài nữa, không có dành thời gian cho nhau được nhiều á. Vợ em thì theo kiểu là cứ bị có một cái sự cô đơn á, xong rồi mới là gây lộn, mà cứ cái việc nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đến cái khoảng thời gian gọi là đỉnh điểm, là gần như là đổ vỡ rồi. Thì bắt đầu mới ngồi xuống nói chuyện với nhau, thì lúc sau đêm đó thì bắt đầu ôm nhau khóc. Rồi bây giờ thì các em có em bé chưa? Dạ chưa. Tụi em chưa. Lúc cưới nhau thì tụi em có xác định là mình còn ham chơi, mình còn muốn đi du lịch, mà mình còn muốn tận hưởng, cho nên chưa muốn để em bé. Thì bắt đầu bây giờ nè, bây giờ thì như người ta nói là chơi chán rồi đó, muốn có con. Bây giờ 3 năm về ở chung với nhau thì anh ấy có tật xấu gì nhiều không Cầm? Anh có điều là anh lúc mà đói á thì anh rất là nóng tính. Rất là hay quạo. Nóng. Có một lần giống như là em đang đi chơi với bạn em thì anh mới gọi cho em kêu là mua đồ ăn về cho anh với. Trên cái đường chạy về nó hơi lâu thì anh gọi anh hỏi 2-3 lần anh hỏi làm gì mà chưa về nữa, lẻ đi đó bụng quá đây nè. Về là gây lộn sùm luôn. Cái nói cũng có miếng ăn thôi mà anh có cần phải nạt nộ lên như vậy không? Thì em rất là không thích ở điểm đó. Thì xấu tính đói. Có nhiều không? Xấu tính đói, xấu tính ngủ. Có những người ngủ xong chưa cọc vậy đó em. Tôi không có xấu một cái tính nào. Ngủ cũng vậy luôn á chị. Xấu tính ngủ luôn hả? Xấu tính ngủ, đang ngủ bất chắc là đừng có ai mà đụng tới tôi. Đụng vô cái là quạo lên. Khó chịu lắm. Mà khi tỉnh dậy thì không biết gì. Ủa nãy anh có nói gì hả? Ủa anh nhớ anh đâu nói, chắc anh mớ với em. Ủa mớ gì khôn gì anh. Rồi còn tật xấu gì nữa? Anh địch mọi lúc mọi nơi. Một ngày được 100 phát là chuyện bình thường nha chị. Đang chạy xe ngoài đường nè, đèn đỏ thắng nhớ. Cái ép là nhóm được một cái bút vô mặt em liền. Đỡ không kịp rồi, thế thì mọi người kế bên tại chạy kế bên người ta nghe luôn, đợi trời ơi luôn. Thả bơ mọi lúc mọi nơi luôn, đó là chuyện bình thường mà nhiều khi em phát cọc luôn chị. Lúc đó em sao Cầm? Trời ơi quýnh ác lắm anh ơi. Dĩ em. Với lại mấy lần, với lại mấy lần ăn đồ bổ anh chùm luôn. Ăn đồ bổ về là cố tình. Có bao nhiêu tinh túy là cho vợ hưởng hết. Lúc mà luôn vợ ở chỗ đó, người ta ngửi mùi nước hoa, còn em là ngửi mùi địch với mặt em khờ luôn. Khờ luôn. Mà đúng em khờ luôn, không thể nào mà lớn nổi luôn. Đúng ra là em đẹp hơn đó đúng không? Dạ. Bạn bè qua chơi địch một cái là bạn vợ tôi địch đó, vợ tôi địch. Điếm lắm anh ơi, mỗi lần mà bạn bè qua chơi là chỉ qua được vợ tôi á, vợ tôi con Ti này đừng có địch nữa nha anh Ti. Dạ, dạ. Rồi giờ tới em đó Hùng. Nhây lắm, cái nhây đầu tiên á, giống như là nhiều lúc em đang làm việc đi thì chị hay ăn xong á là chị sẽ ợ. Không phải là chị ợ như một cái tiếng bát, một tiếng chép vậy đó. Em đang bấm là cái kề vào lỗ tai em. Lớn lắm. Những ngày đầu tiên á, đi gặp ăn uống với mẹ em á, ăn uống xong cái tự nhiên đứng dậy đi ra ngoài, em thấy rồi em nói ra ngoài ở giữ kẻ. Xong lần sau ngồi trong bàn kèm không kịp làm cái mẹ em đang ăn mẹ hết hồn mất hồn lên. Mẹ em cũng nói đỡ là tiêu quá tốt không sao con, không sao con. Dạ. Còn một cái nữa là hay tẩy tới bầu chết cho em thì hiểu kiểu là cứ ngồi ngoáy ngoáy em thấy rồi nha, em cũng né né rồi. Xong rồi cái lát bắt đầu chay lên tay em cứ tẩy tới bầu chết, tẩy tới bầu chết, tẩy tới bầu chết, tẩy tới bầu chết, tẩy tẩy
cứ chép bên người em, mà không phải riêng em nữa, mà bạn bè về nhà đều bị tẩy tế bào chết. Thì cũng đâu có, nói chung là cũng nghe qua nghe lại, nói chung là cũng đâu có vừa đâu. Em thả thì bả tẩy, bả chay. Còn cái tập gì không? Say vô là không có nhường nhịn, giống như là em nói một thì sẽ cãi lại với em. Giống như bây giờ mỗi lần nhậu say xong cái hay cãi lộn với em á, xong rồi sáng mai em nói á thì không nhớ. Lúc cãi với em á thì như một con sư tử vậy đó. Cái sáng mai á như một con thỏ. Xong rồi có một hôm thì bạn bè của vợ em á mới quay lại trong cuộc lúc nhậu say đó, đó. Xong rồi để làm bằng chứng. Cái sáng mai cho xem thì vợ em mới là nói muốn đội quần luôn. Mình không tưởng tượng được mình như vậy luôn. Dạ. Đó. Xong rồi, đúng rồi, sau những lần đó là bắt đầu tiết chế, tiết bên ngoài người ta đi á, người ta sẽ nói em là anh này anh gia trưởng nè, vợ này sẽ ăn hiếp vợ nè. Không có, không có, về là em bị ăn hiếp. Cũng chút chút ăn hiếp thôi chứ không dám chút chút ăn hiếp thôi. Với là cái tật xấu nữa là hay mua sắm mà theo kiểu là như là bộ đồ đó đã mặc đi tiệc rồi thì có tiệc lại nữa thì sẽ không mặc lại bộ đó. Cái em mới nói là em ơi tiết chế lại đi, không được đâu. Xong những lần sau là không có nói em nữa là anh ơi em mua cái này, nhưng mà mua lén mua giấu. Mua sắm lắm. Bây giờ thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn vợ em thay đổi là bớt cằn nhằn lại, với lại tiết kiệm theo kiểu là về vấn đề mua đồ mới để đi tiệc thôi. Thế còn Cầm, em muốn bạn Hùng này thay đổi điều gì? Dạ em chỉ muốn một điều là khi mà anh đói thì anh phải suy nghĩ từ từ, bình tĩnh lại, bớt quạo lại thôi. Ví dụ như anh ăn cơm đến gần giờ đó thì mình chuẩn bị trước. Dạ. Nó để thì tự động là anh sẽ triệt tiêu cái thói đó thôi. Dạ. Thực ra là cặp của tụi em là quá dễ thương luôn. Bây giờ là muốn có con không vợ? Dạ muốn. Bây giờ bắt đầu bây giờ là rất là muốn. Chị nhường sân khấu này lại cho em. Anh xin chúc cho Hùng với Cầm ha. Dạ. Trong năm sau sẽ có được một em bé dễ thương, nếu là gái thì giống y đáng như mẹ yêu, đúng không? Mạnh khỏe và hội tụ hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của ba và mẹ của nó. Dạ cảm ơn chị. Nhớ có em bé cái là nhắn tin cho chương trình liền nghe. Linh lắm đó. Thì giống như cuối tuần em thói quen em hay đi ba chơi vậy đó. Thì mỗi lần mà vợ nói chuyện xong thì bạn nó gọi vô là em nói vợ anh mệt phải ngủ. Dạ làm sửa soạn em make up đi chơi. Trời ơi sửa soạn mà make up nữa. Bộ anh nhìn hình anh không có cảm giác gì sao vậy? Dạ. Bộ anh không có thương em mà nó có yêu không? Nó có. Mà sao anh nhìn anh không ghen hả? Có đâu ghen, bình thường chụp hình thôi. Đó. Có vậy cũng phải bắt em ghen, nếu rồi, em không ghen em là không quản với em. Có rồi, tại vì ảnh chụp hình ảnh toàn là mèo con gái không à. Hỏi sao vậy không ghen. Nhưng mà sao em lại bắt chồng em ghen ngược lại em? Tại vì em nghĩ không ghen là không thương em nên em phải bắt ghen. Rồi chào hai vợ chồng bạn. Hai bạn giới thiệu về mình đi. Dạ em tên Đoàn Anh Tú, công việc của em là làm về bên điện tử đó. Dạ em ở Mỹ. Còn em? Em tên là Lâm Thanh Linh, năm nay em 28 tuổi, công việc của em là nội trợ. Trước tiên là hỏi Tú nè. Dạ. Là lý do vì sao mà Tú ở nửa vòng trái đất mà Tú đến tham dự chương trình này? Dạ mỗi lần em đi làm á, cái em buồn á, cái em có cái phone, cái em mở lên YouTube á, em coi cái các chương trình Vợ Chồng Son, Bạn Muốn Hẹn Hò. Xong em có thấy chương trình này nó vui quá. Cái em mới gọi về cho mẹ với vợ em đăng ký giùm. Nhưng mà bà xã em lúc đó là ở đâu? Ở Việt Nam? Đang ở đây, tại sanh em bé. Và xin thay mặt cho ekip chương trình, những khán giả yêu quý chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn vợ chồng em để mà đến với tham dự chương trình Vợ Chồng Son này như vậy rất quý. Xin cảm ơn. Chị hỏi Tâm nè, hôm nay là trong gia đình mình có ai đi chung với tụi em không? Dạ có mẹ, hai mẹ đi chung với bé, với chị em, với bạn. Xin được phép chào hai chị. Trước tiên xin hỏi bà ngoại trước đi. Cô có thường xuyên coi chương trình Vợ Chồng Son không? Cô thường xuyên coi, rất thích coi chương trình này lắm. Dạ. Bà nội thấy là cái cặp mà vợ chồng này khi mà họ lấy nhau á, thì theo cái đánh giá của bà nội là họ sống có hạnh phúc không bà nội? Là thứ nhất trong cuộc đời hai đứa nó có một cái là được làm lễ cưới ở chùa. Bây giờ là trước khi rời Việt Nam thì lại được đi dự Vợ Chồng Son đó. Dạ, coi dạ. Như có một cái kỷ niệm. Kỷ niệm rất là hạnh phúc Nam, và dạ. Lớn lắm. Thay mặt chương trình để cảm ơn hai mẹ của cô dâu với chú rể đã tới đây tham dự chương trình và cổ vũ động viên cho hai con của mình. Bây giờ xin phép để được trò chuyện với lại cô dâu. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Xin cảm ơn. Rồi, Tú thì ở bên Mỹ.
Còn Linh, Linh thì ở Việt Nam đúng không? Dạ. Thôi bây giờ để đón đi, có thể là hai bạn quen nhau trên mạng đúng không? Dạ. Dạ. Hay không? Quá hay luôn mà. Rồi, quen nhau trên mạng làm sao? Dạ, em có một người bạn chung. Thì bạn này bạn học của em, dạ. Rồi cũng chơi trên Facebook. Rồi bạn này lên Sài Gòn học chung với vợ em. Bữa đó em vô, em mới thấy bạn này xinh xinh á. Vô em mới tán thằng này chơi. Cứ nói chuyện qua nói chuyện lại. Thời gian sau, cũng mấy tháng sau mới quen đó anh. Bến bao lâu thì mới gặp nhau? Cũng khoảng gần một năm sau đó anh. Ấn tượng của em đầu tiên mà khi em gặp cô này ở ngoài đời thì như thế nào? Nhìn hình rất là chân dài, xinh lắm. Nhưng mà ở ngoài thì xinh thiệt, nhưng mà chân dài thì không có anh. Quá. Còn em thì sao Linh? Trong hình thì em cũng thấy cũng không có cao to, nhưng nói chung là dễ thương, bảnh tỏn, đẹp trai. Trong lúc yêu nhau đó thì có ấy người ghen không? Qua điện thoại thôi á là có ghen. Dạ có, ghen dữ lắm. Ai ghen ai? Dạ hai đứa đều ghen nhau. Đứa nào ghen dữ hơn? Dạ em ghen dữ hơn. Ồ giống như ghen người vô hình vậy đó. Nhiều khi em nói là em ơi anh yêu em lắm, anh yêu em lắm nha, vừa bỏ điện thoại xuống em ơi anh yêu em lắm. Không có thôi chị. Có không? Đang đúng nói chuyện với em á cái nói hơi mệt quá anh đi ngủ nha, nhưng mà thực ra là đi chơi với người khác. Ồ sao em biết? Em có linh tính vậy á, cảm giác vậy, nhưng mà đúng là sự thật luôn. Em có cái đợt nào mà cô ấy ghen dữ dội lên không? Dạ lúc nào rồi chia tay luôn không? Cũng có mấy lần. Dạ tại vì là em đi làm ngày thường, cuối tuần em mới được đi chơi. Thì giống như cuối tuần em thói quen em hay đi bar chơi vậy đó. Thì mỗi lần mà vợ nói chuyện xong thì bạn nó gọi vô là em nói vợ anh mệt phải ngủ. Dạ làm sửa soạn em make up đi chơi. Trời ơi, trời sửa soạn mà make up nữa. Có make up anh, make up tóc. Tóc hả? Dạ, dạ, phải nhổ cạo râu. Rồi bây giờ đến sau khi mà các bạn đã cưới nhau rồi thì vợ còn ghen không? Cũng còn anh, hơn vậy nữa. Dạ. Tại vì mỗi lần mà đi chơi với bạn á là vợ phải kêu mở cái phone, phải FaceTime ở xung quanh lên cho vợ coi đi với bạn nào vậy đó. Khó lắm anh. Nếu mà không mở là về là hồi là chết rồi đó. Tú có cảm thấy khó chịu khi chuyện mà bị kiểm soát như vậy không? Có anh, mấy lần cũng gây lộn hoài vấn đề đó đó. Tại vì ảnh đa tình lắm. Xung quanh là ảnh lúc nào cũng là con gái hết á, không có con trai. Có chứ, con trai cũng nhiều lắm chứ. Nhưng mà không có đi chơi với con trai, đi chơi với con gái đâu mà. Ủa làm ở thẩm mỹ viện hay sao bạn gái không? Không, tại vì từ thời em ở Việt Nam cho tới qua Mỹ đến giờ là em toàn làm chơi với con gái không à. À từ xưa, tại em sở thích chơi với gái. Ủa, chứ mà đâu em nói cái gì cụ thể coi làm sao mà em ghen. Ví dụ giờ làm sao mà em linh tính được là cái cú điện thoại đó là giả bộ. Dạ thì thường á vào cái giờ đó khi mà em đang làm á thì rảnh được chút xíu là em với ảnh nói chuyện. Thường thì nói chuyện cũng lâu lắm thì ảnh mới cúp máy mới đi ngủ. Mà đằng này ảnh mới nói chuyện chút xíu mà ảnh hay mệt, ảnh đòi đi ngủ. Là em có linh cảm gì đó, cái một hồi sau nữa ảnh đi rồi em mới gọi lại. Xong rồi em cũng có lên Facebook em coi bạn của ảnh có up hình lên hay không, là có đi chơi hay không. Thì đó, em mới phát hiện là ảnh đi chơi, ảnh gạt em. Đi chơi nhưng có gái không? Dạ có, đám con gái không à. Trời. Lúc nào cũng diện đồ bảnh tỏn đẹp trai á. Trời ơi, thương quá. Giờ tụi em lấy nhau xong nè, ở được bao nhiêu lâu thì em trở qua anh kia? Là cái lúc mà về cưới đó là em đi 6 tuần, sau đó em về lại Mỹ. 4 tháng sau em quay lại Việt Nam tiếp, em đi 2 tuần. Rồi sau đó tới 1 năm sau, em về một lần Tết nữa. Đó, rồi lần này nữa về lại rước vợ qua luôn. Có nghĩa là tụi em sống xa nhau được khoảng gần 3 năm. 3 năm. 3 năm mà gặp nhau được có mấy lần như vậy. Dạ. Như vậy cái thời gian ở bên cạnh nhau ít thế mồ đi. Dạ. Rồi lúc sanh em bé là em có về được không? Tháng nữa sanh em bé đó em về, nhưng mà em về em bé nó chưa chịu ra. Dạ xong rồi cái em vừa đi là 2-3 ngày sau nó mới chịu vui, nó mới chịu ra. Dạ nó giận ba nó. Lúc đó cảm giác của Linh sao lúc mà khi sanh mà không có chồng bên cạnh? Buồn lắm chị, ghét nặng lắm. Mình nghĩ mình mang bầu thì nó như vậy thôi, nhưng mà khi mình sinh ra thì mình phải chăm nó. Giờ mình thức đêm, giờ nhiều khi nó bệnh nó khóc, nó không ngủ được, nó la, mình ghét lắm. Người ta sinh thường là xuống là người ta ngồi được rồi, còn em sinh á thì em không ngồi được, nằm cũng đau nữa, tháng trời em mới ngồi được. Rồi bằng cách nào mà em vượt qua được cái stress đó? Thì em nghĩ tới con, thì em nghĩ là nó còn nhỏ thì nó vậy thôi, nhưng mà khi mà nó lớn một chút thì mình sẽ đỡ cực hơn. Mình nghĩ như vậy thì mình ngày nào cũng cứ như vậy rồi mình cố gắng mình vượt qua. Với lại có chị rồi, có mẹ rồi động viên an ủi, thì cũng có chồng an ủi nữa. Rồi bây giờ nè, cưới nhau về thì em phát hiện ở Tú nhiều điểm xấu không? Dạ nhiều lắm. Lười biếng nè, không biết phụ giúp vợ nè,
giờ cọc tính. Không phải chị, giống như nó có cái nhiều cái, ví dụ như ăn uống em cũng có phụ, dọn dẹp cũng có nấu ăn. Nhưng mà giống như đi đâu đó đó, thì tại vì mỗi lần mình đi ra ngoài á, chị biết không, trời nóng á, em ở bên kia nó lạnh, về đây nóng quá nó chảy nhớt cái làm biến. Cái mỗi lần nên cứ như vậy là bị vợ chửi hoài à. Rồi vợ em hay ghen với em đúng không? Dạ. Nhưng mà Tú ngược lại, Tú có ghen với Linh không? Em thì không có phải là ghen giống như kiểu vợ em, cái chuyện nào đúng mình mới ghen. Nhưng mà có những chuyện em không ghen, vợ em bắt em ghen nữa. Ủa là sao? Chứ mỗi lần mà giống như em chụp hình với bạn nào á, rồi em chụp hình xong rồi cái đi chơi để lên Facebook, cái vợ em thấy vậy đó, cái vợ em cũng chụp hình với bạn trai, con trai á, chụp cũng để Facebook, gửi em coi, em thấy bình thường không gì hết. Xong rồi vợ em mới hỏi em, bộ anh nhìn hình anh không có cảm giác gì sao vậy? Dạ, bộ anh không có thương em mà, nó có yêu không? Nó có. Mà sao anh nhìn anh không ghen hả? Có gì đâu ghen, bình thường chụp hình thôi. Đó. Có vậy cũng phải bắt em ghen, nếu em không ghen là không quản em. Có đâu, tại vì ảnh chụp hình là ảnh toàn là mê con gái không à. Hỏi sao vậy không ghen. Nhưng mà sao em lại bắt chồng em ghen ngược lại em? Tại vì em nghĩ không ghen là không thương em, nên em phải bắt ghen. Bây giờ còn gì nữa không Tú? Lâu lâu cũng có anh. Thôi giờ hỏi Tú đi, phát hiện vợ mình có nhiều điểm xấu không? Có anh. Chưa cưới thì vợ nói chuyện nhỏ nhẹ lắm anh. Dạ, sau khi cưới về làm như vợ chở mặt á anh. Trời ơi, chở mặt. Mà đụng chút xíu là la. Dạ, cằn nhằn dữ lắm anh. Thấy bà nào cũng vậy luôn á. Giống như bà cụ non vậy á, đụng chút xíu là cằn nhằn, la sùm á anh. Mà nó lúc quen không có cằn nhằn đúng không? Dạ không, nhỏ nhẹ lắm anh. Dạ, nó nhỏ nhẹ mềm đâu, bại lắm. Phải có cái vấn đề gì mới cằn nhằn chứ không tự nhiên. Thì giống như mỗi lần mà em về vợ muốn đi chơi đó, tối đi trời mát rồi đi chơi, vợ em cũng muốn cái kêu ban ngày giống như trời nắng, kêu anh ơi đi chơi, cái em cái mề em câu thì giờ đó, mỗi lần câu giờ cái vợ chửi suốt giờ, khi nào mà em tắm thay đồ đi ra khỏi nhà thì thôi. Rồi còn gì nữa không Tú? Dạ, với thứ hai là trước khi cưới á, vợ em có lập ra một cái cái giống như là mình cho dù có gây nhau á là mình cũng không có được xưng mày tao hay là tui gì đó, nhưng mà ngược lại khi mà gây nhau là vợ em là người phá vỡ cái đó chứ. Dạ. Ủa là mỗi lần dẫn Linh rồi. Dạ, lần đầu tui trước, xong rồi cái hồi là tao luôn. Trời ơi, rất kỳ vậy. Tự nhiên em phê, tự nhiên em xé cái nội quy vậy. Tại vì á, cái chuyện mà em với ảnh cãi nhau là hai đứa đã hiểu nhau rồi, nhưng mà ảnh cố tình á, ảnh chọc em tức lên để em xưng hô cách vậy đó, và cho hai đứa căng thẳng lên vậy đó. Ủa phải không Tú? Em khoái là vợ em kêu mày tao. Dạ tôi anh vẫn nhây. Dạ tại vì mà như vậy, mỗi lần như vậy thì em không có bực. Mới đầu bắt cười đúng không? Dạ, mới đầu bắt vô câu chuyện thì em rất là bực. Nhưng mà càng về sau em thấy trong lòng rất là vui lắm, mà càng vui em càng há dạ, em càng chọc. Em kể cho anh nghe một lần nào mà kêu mày tao với em. Giống như một lần mà đi shopping á, hỏi có mua đồ không? Em nói không. Vợ nói coi đi làm chi, thì buồn quá nhà đi ra cho vui. Đi xong cái vòng tiếng sau cái em chụp hình em gửi đồ em mua qua, cái hỏi vậy sao nó không mua, cái này đồ cũ nó mua hôm trước sao bữa em chụp, nói bữa quên chụp, cái thế là vợ em nói về nãy nó xạo mà mới đi mua đúng không. Cái này là kìa cái em sẵn em chọc nói cái này đâu có nhiêu tiền đâu, ví dụ như mua có 10 đồng em nói mua 100 đồng cho vợ em tức chơi, cái giờ không biết xài tiết kiệm tiền phung phí đâu, chọc hồi cái mày cũng nghe thôi, mày làm như mày làm đi. Mà có phải thường xuyên vậy không? Lâu lâu thôi hả? Rồi à, em mong muốn vợ em thay đổi điều gì Tú? Em ơi, trước khi qua Mỹ á, là anh muốn nói em là qua Mỹ cuộc sống nó không giống như cái bên Việt Nam, cho nên anh muốn em là phải bớt nóng tính và phải kiềm chế lại bản thân mình và phải biết nhịn nhục, chỉ vậy thôi. Thế thì em mong muốn ông xã mình điều gì trước khi bắt đầu về với chung nhà? Em muốn anh á là bớt cọc tính lại. Biết giúp vợ, không cần vợ nói, chỉ cần nhìn vợ là biết là phải giúp cái đó, không cần vợ phải kêu. Dạ hai đứa có hứa với nhau không? Dạ, hứa với nhau không được. Rồi bây giờ hành động đi, thể hiện gì đi chứ. Anh xin hứa với em. Nói nghe nè, giờ chị nói nè, khi mà qua bên kia đúng là như lời chồng của em nói, cái cuộc sống nó sẽ thay đổi mà em bị bất ngờ nếu như em chưa từng qua đó. Dạ. Tại vì chị có con gái, chị đi học bên kia chị biết thay đổi cả về cuộc sống, và đương nhiên em sẽ thay đổi luôn và con người của em nữa. Qua bên kia nó được có một cái như vậy rất là hay, là vợ chồng sẽ cảm thấy là gần gũi nhau nhiều hơn, và chắc chắn là sẽ tự dưng là phải giúp đỡ nhau, giống như nó gom về một cái khối nhiều hơn là như bên đây. Ở bên đây chứ chồng còn nhiều khi có những cái ta bà việc khác nha,
những cái chi phối của xã hội xung quanh đó, tại vì nhiều người thân bên cạnh nè, nhiều bạn bè bên cạnh nè, rồi thời gian trống cho mình rất là nhiều. Nhưng mà qua bên kia nó khác, đi làm từ sáng tới chiều chỉ có hai vợ chồng thì tự động các em sẽ thấy gắn kết rất là nhiều. Nhưng mà chính vì cái gắn kết đó mà tụi em phải nhường nhịn nhau, phải cố gắng nhẫn nhịn, giống như chồng em nói, phải nhẫn nhịn. Và tụi em không có thời gian để mà giống như em mong chồng em là phải biết hiểu ý em đâu, không có đâu. Không có thời gian để mà đón ý em được. Cho nên em muốn cái gì em phải nói. Chứ chồng em không có tự hiểu em được đâu. Tại vì sao? Không có thời gian để làm việc đó. Cho nên chị mong rằng là cuộc sống mới tụi em sẽ hiểu nhau hơn, sẽ yêu nhau hơn, và cuộc sống tụi em sẽ hạnh phúc hơn để lo cho con của mình. Xin cảm ơn hai em và chúc cho hai em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc như thế này, không chỉ ở Việt Nam mà ở bất kỳ nơi đâu. Dạ, cảm ơn chị. Đi làm thì em là sếp, về nhà bạn là sếp. Tự nhiên em nói là mai em muốn làm gì? Không biết. Tùy anh. Em nói là vậy đi mua nhẫn không? Gì vậy? Thì mình đi mua nhẫn đi, mình làm đi. Sau đó Vi gọi bắt đầu là hét trong điện thoại. Vi rất là vui, rất là mừng. Xin chào. Xin chào. Yeah. Anh chào anh muốn có tiền. Em chào anh chị Hồng Vân. Chào em. Trời ơi, giỏi quá. Anh là người nước nào? Dạ em là người Anh. Anh. Em là người Anh hả? Em giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Adam. Em 33 tuổi. Em là người Anh. Em hiện tại là giám đốc học phụ và là giám đốc đào tạo hệ thống của một trung tâm Anh ngữ. Trung tâm Anh ngữ. Trung tâm Anh ngữ. Adam đã đến Việt Nam và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh bao lâu rồi? Khoảng 9 năm rồi. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em là Vi. Em năm nay là 29 tuổi. Em hiện tại là em là nhân viên của ảnh. Em là nhân viên tư vấn tại trung tâm tiếng Anh luôn. Thì nó hơi phức tạp tí. Thì đi làm thì em là sếp, về nhà bạn là sếp. Em buồn quá. Thế em nói mà em buồn quá à. Cái sếp này dữ không? Ở nhà sếp này có dữ không? Dạ không, sếp bà thấy hiền, thấy mặt trẻ trung, xì tin. Chắc có lẽ là đi làm ở trong một cái trường, một cái trung tâm như vậy. Rồi gặp nhau rồi từ từ tìm hiểu nhau và quen nhau và cưới nhau đúng không? Thiệt ra tụi em đã quen trước khi tụi em làm ở trung tâm. Tụi em gặp nhau ở một buổi tiệc. Lúc đó thì là bạn của ảnh với lại một số học sinh cũ của ảnh. Tại lúc đó ảnh cũng là giáo viên tiếng Anh. Thì em là bạn của học sinh của ảnh. Nên là mình đi chơi chung trong mấy bữa tiệc đó cũng được mấy lần. Thì mình cũng gặp nhau nhiều lần đó. Cho nên là lúc đó mình mới lấy số điện thoại với lại là Yahoo. Nhưng mà lúc đó là ảnh đã biết tiếng Việt chưa? Dạ lúc đó anh biết chút xíu. Còn em thì là tiếng Anh giỏi chưa? Dạ chưa. Thì lúc đó là em thì con anh nói tiếng Việt. Nhưng mà lúc đó là tiếng Việt không được tốt. Thì bạn này cứ chọc là anh đừng có học thêm nữa. Hiện tại là anh nói tiếng Việt rất là dễ thương. Lúc đó là cứ nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt. Nhưng mà bạn này không có dạy nha. Không có dạy hả? Không có dạy em đâu. Nhưng mà Adam có dạy cho cổ tiếng Anh không? Đó. Dạ không. Không luôn, không ai dạy cho anh hết. Đến bao lâu thì bạn mới chính thức yêu nhau? Hình như là 4 tháng nói chuyện với nhau, đi chơi, rồi mới chính thức quen. Ai chủ động quen với ai? Cái này hơi khó nói. Tại vì ảnh đi làm hội thảo. Mà lần đó là ảnh mới bắt đầu đi làm hội thảo. Cho nên là lúc đó em mới nói là good luck. Xong rồi em nói là love you. Thì sau đó ảnh mới vui quá. Rồi thì là em nhắn tin thôi chứ em không có nói. Thì sau đó khi mà gặp nhau thì ảnh mới nói miệng. Cho nên là có thể là ảnh là nói trước nhưng mà em là nhắn tin trước. Còn sau đó là bên anh là việc là phụ huynh của mình biết là bộ của mình là việc rất là bình thường. Cho nên em qua hỏi em mẹ của em có biết về anh không? Vì nó nói có đừng lo. Xong rồi em nói là ok, vậy khi nào em sẽ dẫn anh về, khi nào giới thiệu với phụ huynh. Lúc đó là em không có hiểu rõ là ở Việt Nam mình gặp ba má của bồ mình nó là như thế nào, nó nghiêm túc như thế nào. Lúc đó em nghĩ đó là việc bình thường mà. Họ biết mặt mình để biết là con của họ đang quen với ai.
cho nên em cứ đòi, ok, khi nào dẫn về, khi nào dẫn về. Xong rồi tới một ngày đẹp trời là Tết, dẫn đi về. Nhưng mà lúc đó còn quá nhiều người, có gì cầu dừng, quá nhiều người đó thì em không biết nói gì. Em ngồi đối diện cậu hai, cậu hai cứ tự nhiên nhìn em hỏi, hai bạn có kế hoạch gì chưa? Khi nào cưới? Em thì dạ con không biết, còn bây giờ con nói một con số thì nó cũng vô nghĩa thôi, tại vì con không biết. Lúc đó cậu tiếp, bao nhiêu năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, nói bao nhiêu năm cũng được. Em thì thôi, em nói là dạ em không biết nữa. Thì em nghĩ là nếu em nói ra một con số nào đó, lỡ là 2 năm sau là vẫn chưa có sẵn sàng và ép đi cưới thì sao? Lúc đó em cứ tiếp tục nói là dạ em không biết, con không biết, con không biết. Lúc đó vì có trấn an ảnh không? Dạ lúc đó em cũng có nói nhỏ, em nói là thôi anh nói đại con số nào đi để cậu hai yên tâm, cậu hai đừng hỏi nữa. Nhưng mà ảnh nhất định ảnh không nói. Đến bao lâu thì Adam mới quyết định là cầu hôn cô này? Khoảng sau khoảng 4 năm rưỡi. Đối với em đó là cái sự quyết định rất là lớn. Thì em quyết định cưới một người Việt. Thì có nghĩa là một, em ở đây luôn. Hoặc hai, phải dắt người đó về nước Anh. Và nếu cái đó thì cũng phải nghĩ đến cái gia đình của hai bên. Sau 4 năm rưỡi thì em quyết định ok, thì mình sẵn sàng, mình sẽ làm. Và cái cách em làm thì hơi, vì cứ kêu em vô duyên, em thấy bình thường không vô duyên đâu. Thì có một ngày đó nào đó là đang chat trên Viber. Tự nhiên em nói là mai em muốn làm gì? Không biết. Tùy anh. Em nói là vậy đi mua nhẫn không? Gì vậy? Thì mình đi mua nhẫn đi, mình làm đi. Xong rồi lúc Vi gọi, bắt đầu là hết trong điện thoại. Vi rất là vui, rất là mừng. Không phải. Có. Em gọi, em nói là thiệt không? Em không có la hét, không có nhảy nhót gì đâu nha. Em chỉ gọi em nói là thiệt không? Trong suốt quá trình mà yêu Vi, em có say nắng một người nào khác không? Em có hiểu chữ say nắng không? Say có, nắng? Có. Em có say nắng một người nào khác ngoài Vi không? Dạ không. Không luôn á hả? Chắc con Vi, bây giờ really? Anh hỏi Vi. Really? Phải chia sẻ thật lòng nha. Theo em thấy thì say nắng thì không có, nhưng mà có bị người ta dụ đi chơi thì có. Bằng cách nào đó mà em quên rồi, em có được pass Yahoo của ảnh. Nên là em vô trong đó em xem, thì em thấy có một bạn gái rất là dễ thương, dụ ảnh đi chơi, rủ anh đi chơi. Thì rủ anh đi chơi là anh ơi, bữa nào mình đi cà phê đi, anh có sợ chị Vi biết không? Xong em coi được, em nói ủa, nếu mà mình bạn bè bình thường thì tại sao sợ chị Vi biết? Thì lúc đó em mới nói là bây giờ anh xóa liền đi, anh xóa liền cái người này đi, xong rồi không có đi chơi gì nữa hết. Nên là lúc đó anh cũng xóa, anh cũng không nói chuyện. Xong rồi thời gian sau em phát hiện là add Facebook lại. Cái gì? Bạn đó ở đâu? Bạn đó là người Việt Nam? Dạ, công ty cũ. Nhưng mà cái lúc mà em và Adam quen nhau thì ở trung tâm cũ có biết không? Ban đầu thì em dặn Adam là đừng nói, nhưng mà Adam lỡ nói cho người mà nhiều chuyện nhất trung tâm, cho nên sau đó cả trung tâm biết. Và vui mà đúng không? Dạ. Đâu có vấn đề gì, tại vì là hai bạn có quyền đến với nhau chứ, đâu có liên quan gì tới ai. Đúng không? Sau đó là 4 năm rưỡi là bắt đầu quyết định cưới nhau luôn. Dạ. Bây giờ là bạn có con chưa? Dạ chưa. Dạ chưa có. Có con chó thôi. Có một con chó thôi. Con chó đó là nuôi trước khi đám cưới hay là? Dạ hôm sau thì tụi em chơi hơi bị ngu một chút xíu. Trước giờ là tụi em chỉ có nuôi chó nhỏ thôi, không có nuôi chó lớn. Nên đợt đó là tụi em quyết định đem về một con chó thiệt to. Tới cái chỗ mua chó thì tụi em thấy con chó đốm có một cái lưỡi lè qua một bên, cho nên là ảnh thấy mặt nó ngu quá, thế là ảnh quyết định chọn con đó. Đúng rồi đó, chó đốm nó ngu đều quá đó, con đó là ngu bẩm sinh luôn cái bà chó đốm á. Rồi bây giờ là lo chăm con chó không? Dạ, mỗi ngày phải dẫn đi chơi 2 lần. Buổi sáng dậy sớm phải dẫn đi chơi, buổi tối phải dẫn đi chơi. Cuối cùng là hai vợ chồng sống vì cái con chó đó. Suốt ngày có thời gian rảnh là phải lo chăm cho con bà chó đó. Dạ. Adam với Vi là lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi em lấy nhau 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi lấy nhau về. Bây giờ anh hỏi trước nha, Adam có tính xấu không? Adam có cái tính rất xấu mà em nói hoài cũng không được, đó là lì.
rất là lì. Lì gì? Có nhiều lúc á là ảnh bị bệnh, hay là ảnh bị mệt, hay là ảnh làm việc quá nhiều, hay sau đó nói đi bác sĩ, đi bệnh viện không bao giờ nghe, rất là coi nhẹ cái sức khỏe của mình. Hồi xưa là ba của em có một cây cao, mỗi lần bị bệnh sẽ hỏi là con chết chưa, dạ chưa, không sao. Nên là áp dụng câu đó với em luôn, mỗi lần bị bệnh mà nằm rên rỉ là em chết chưa, chưa, không sao, nằm tiếp đi. Mình còn tính xấu gì nữa không? Hay cằn nhằn vợ. Mỗi lần cằn nhằn là cằn nhằn tiếng Việt hay tiếng Anh? Dạ cằn nhằn hai tiếng luôn. Cằn nhằn hai tiếng. Cằn nhằn nửa câu đầu là tiếng Anh, nửa câu sau tiếng Việt. Adam thử cằn nhằn một câu thôi. Ví dụ là phải đi lúc 1:30, em thì là một người rất là thích đi đúng giờ. Thì 1:30 em sẽ nhìn đồng hồ, vì em còn nửa tiếng nữa, mình phải ra khỏi nhà là 1:30. Xong là 1:28 gì đó là vì bắt đầu 8 gì đó. Vì mới vô 8. Nên vì thì rất là trễ. Cho nên em thì hối là vì là nên bị trễ bây giờ. Rồi sau đó là bỏ em luôn. Là không thấy đi ra là đi xuống tự lái xe đi luôn. Là em giận cũng vài lần vụ đó. Rồi bây giờ tới Adam á. Vi có tật xấu không Adam? Vi có một thái độ rất là khó chịu. Vi giống như là buổi sáng thì nắng, buổi chiều thì mưa. Thay đổi rất là nhanh. Một ngày bốn mùa giống như đúng là phụ nữ mà. Có một số cái nó không có lý, nó vô lý. Thì ví dụ là em hỏi là em hôm nay mình đi là mấy giờ? Và cái đó là ngày đó là em không có tập trung hay sao mà em hỏi 3 lần. Vi quay qua hỏi là anh hỏi em 3 lần rồi đó, anh không nghe hay sao? Còn em nói là anh lì thì anh cũng nói với em có một thói quen xấu là Vi thích cậy ngón tay. Cậy ngón tay ở đây, cậy chân lên. Vi có nghĩa là làm mỗi ngày cho 6 năm. Còn nhà em nhắc mỗi ngày 2-3 lần cho 6 năm vẫn còn làm. Mà vẫn cậy. Tức là Vi còn lì hơn em đó, đúng không? Vi nói anh lì, và anh nói Vi còn lì hơn anh nữa. Còn gì nữa? Không bỏ. Có một lần sinh nhật của em là ngày 14. Ngày 13 đang nói chuyện trên điện thoại. Đang nói chuyện vui thôi. Hỏi là hey, em ngày mai mình làm gì ha? Em không biết nữa, anh muốn làm gì? Hỏi là em biết ngày mai là ngày gì không? Từ lúc đó là phát hiện là quên. Phải nhắc đó không? Đúng rồi, phải nhắc. Nhưng mà có một lần thôi, lúc trước đó là em nhớ. Xong rồi tới gần ngày đó em mới quên. Tại đáng tiếc mà. Rồi bây giờ nhân đây thì Adam muốn Vi thay đổi điều gì? Em thì em muốn là Vi thay đổi là thái độ. Vi hơi nóng tính. Vi thường là sẽ trả lời trước khi suy nghĩ. Và sẽ trả lời một cách hơi không có lý, hơi vô lý một chút. Và nó sẽ dẫn dắt đến hai đứa sẽ cãi lộn với nhau. Và lúc đó là cãi lộn xong thì Vi rất là dễ quên, còn em thì nhớ. Vi là giận liền, còn Adam là giận nguội. Rồi tới em đó Vi. Hiện tại là ảnh làm việc cũng nhiều, cho nên là em cũng mong là ảnh bớt làm việc lại. Nhiều lúc ở nhà thì chắc là nên tắt tin nhắn để mình có thời gian mình ở nhà nhiều hơn. Với lại là những cái lễ Tết hay gì đó thì cũng enjoy cái thời gian đó với gia đình. Thực ra là Adam là sinh ra và lớn lên ở một cái đất nước á, mà họ rất là nhanh, họ rất là khắt khe trong cái công việc, trong cuộc sống. Và họ dùng cái thời gian của họ triệt để, chứ họ không có cái thời gian để mà gọi là chơi nhiều á. Thế ngược lại thì em lại ở trong một cái môi trường mà hầu hết ai cũng rất là chậm, mọi thứ đều chậm hết. Thì hai cái nền văn hóa có khác nhau, thì hai em lại sinh trưởng trong hai cái môi trường khác nhau từ nhỏ. Thành ra khi bây giờ các em ở chung lại một mái nhà đó, thì cái đó nó phải gọi là giống như phải chăn hòa một chút. Em cũng cố gắng đu theo Adam, mà ngược lại Adam cũng xả ra, em cũng phải tự enjoy. Khi mà tụi em bắt đầu dung hòa được tất cả mọi thứ đó rồi, thì lúc đó khi mà có em bé thì sẽ trọn vẹn, sẽ hạnh phúc hơn rất là nhiều.
Okay, cảm ơn tụi em nhiều lắm nha. Cảm ơn. Chia tay người yêu mới vậy đó. Rồi cũng kể để em thấy tội, em thấy thương. Để mới nhắn Phong sẽ cưới Trường làm vợ. Cái bả nhắn lại, ông này bị điên hay sao? Chặn số điện thoại em luôn, chặn tin nhắn luôn. Em cũng mất đồng tâm vậy. Em cũng đâu có chứ mỗi lần mà cách nào nữa đâu. Đụng vô bả la đau thì em buông ra. Hai. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Phong, 30 tuổi, nhân viên kỹ thuật của công ty CJ Cầu Tre. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trường, em 30 tuổi. Em đang làm phòng kinh doanh của công ty tư vấn du học. Nhưng mà năm nay là năm nay khó khăn. Dạ. Du học chắc ngưng hết rồi ha. Đây là tình trạng chung. Anh đang rất muốn biết rằng là cơ duyên nào hai em gặp nhau. Tụi em quen nhau 11 năm. Lúc đó là em học đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Thì em hay đi đá banh ở công viên Lê Thị Riêng á. Đá banh hả? Dạ dạ. Tụi em hay tập đá thì thiếu người. Anh này ở trường khác thì cũng đứng coi. Xong rồi em thấy cũng có vẻ cũng đam mê. Xong rồi em mượn vô để chụp gôn hay là đá cho đủ người. Ủa em ơi, em đứng đó em coi gì em? Em thấy phụ nữ mà đá banh em khoái lắm, em coi. Như là em thích đá banh nữa. Coi giò, coi cản. Đá banh nguyên đội nữ hả? Dạ, nguyên đội nữ. À, mà không đứng không coi đội nữ đá banh. Em coi để em huấn luyện á. Xong rồi là em được nhờ vô cái, ở chụp cái vị trí nào nhiều nhất? Dạ, chụp gôn chị. Chủ yếu là để đi lượm banh thôi. Thì nữ là hay đá ra. Ủa, ngoài nhưng mà. Mà sao được em? Sao được em? Tại nữ đá nhau sao mà... Thiếu người anh. Thiếu người anh. Mượn thường xuyên không em? Dạ, mượn thường xuyên. Mượn bữa rồi. Khi nào thì mới bắt đầu? Sau đó thì tụi em thấy ông này sao mà nhát dữ. Kêu vô là biểu gì làm nấy luôn á. Không có dám làm gì hết trơn. Lúc đó em nghĩ trời ông này về sao cua gái. Đó là em có ấn tượng gì về bạn này không? Có thích bạn này không? Thấy thích hả? Giống như trong đội mình thấy ai đẹp á. Ý mới đứng coi. Nhưng mà em không phải là người đẹp trong đội. Thích rồi thì em nhờ mới vô. Dạ. Mới vô làm liền đó. Là xong rồi sau những ngày đó thì rủ đi chơi này nọ. Rồi quen một thời gian thì tụi em thấy ảnh nhát quá. Em nghỉ chơi em chơi nữa. Nhát quá không biết cô gái. Có quen một thời gian. Quen thời gian. Mến thích trên mức tình bạn. Hẹn nhau đi ăn đi uống vậy anh. Về quê Tết rồi đó rồi giận hờn vậy đó rồi mất liên lạc tới khoảng 2015. Dạ. 5 năm trời mất liên lạc với nhau. Dạ. Cơ duyên nào mà gặp lại nhau? Trong thời gian không chơi với nhau nữa cũng mạnh ai cũng quen những mối quan hệ khác. Rồi sau một thời gian thì cả hai cùng thất tình. Đồng cảnh ngộ vô tình tìm thấy nhau ở trên Facebook. Nhớ lại bạn này ngày xưa mình cũng có quen thôi lâu rồi hỏi thăm sức khỏe nhau. Cà kỳ dạ. Nhau. Bắt đầu là cà kỳ nhau trước. Thì thấy thất tình nhau. Đồng cảnh ngộ nhảy vô cà kỳ á. Cà kỳ rồi nói chuyện đâu khoảng 2 tuần. Rồi mới hẹn đi ra nhà ra ngoài. 5 năm ở cái thời thanh niên nó sẽ thay đổi rất là nhiều luôn. Đúng rồi. Dạ. Thì khi tụi em gặp lại nhau thì cái ấn tượng của tụi em như thế nào? Em thấy vợ em thì xinh hơn lúc trước nhiều. Giống như lúc trước là còn đi học cho nên không có chỉnh chu, không có chăm sóc. Đi làm rồi thì tôi nghĩ là đẹp hơn. Lúa trổ đồng đó em, lúa trổ đồng. Em thì dạng dĩ hơn rồi. Dạng dĩ may quá. Anh ấy đã biết cô gái. À, đã biết quen đó phải không? Dạ, anh ấy đã biết nói chuyện. Đó, cái bữa gặp nhau đầu tiên đó là cua làm sao? Có gấp cho em ăn. Nhưng ngày xưa là không có chuyện đó. Đó, rồi có nắm tay được không? Dạ, chưa. Chưa được nắm tay. Được nắm tay chưa anh? Con nắm. Có tấn công quyết liệt không? Gặp lại mình thấy mình có ấn tượng, mình thấy thích, từ từ mình mới nhắn tin hỏi thăm tại sao chia tay người yêu mới vậy đó. Rồi cũng kể để em thấy tội, em thấy thương. Để mới nhắn Phong sẽ cưới Trường làm vợ. Cái bả nhắn lại, ông này bị điên hay sao? Nó chặn số điện thoại em luôn, chặn tin nhắn luôn. Tên của bả cũng nữ tính quá. Dạ, hai vợ chồng đọc tên lên không ai đoán được ai là vợ, ai là chồng, ai là vợ luôn. Không, không. Dạ. Trường. Trường Phong. Khi nào thì em mới chấp nhận? Tụi em mới cưới hồi ngày 8 tháng 8 2020. Gặp lại, rồi quen nhau là từ 2015. Dạ. Dạ. Tới 2020 mới cưới nhau. Dạ. Vậy là
Trong 5 năm, có nghĩa là em gửi muốn cưới cổ mấy lần? Dạ, em như là... Đếm nổi không? 3 lần hay gì á? 3 lần luôn. Lý do em sao lần thứ 3 mà em đồng ý cưới? Mỗi lần mà em bực mình lên ấy, em chặn số điện thoại ấy, anh ấy cứ đến trước cái nhà em ở, ăn dầm nằm về lê lết ở dưới đấy. Em sợ ảnh hưởng đến chủ nhà của em, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm á, em phải xuống thôi, em phải ra mặt thôi. Đó, cho nên làm thì sau đó em mới nói chưa có ổn định, với lại em cũng lo bây giờ quen nhau thì vui vẻ thế này thôi, nhưng mà cuộc sống sau hôn nhân, quen là quen mà cưới là cưới, nó khác nhau. Lúc đó thì công việc em ổn định chưa? Dạ, công việc em thì ổn định anh. Mới chỉ có tới gần cưới, chuẩn bị cưới thì công việc có chút thay đổi. Tụi em có sống thử không? Dạ không. Em là một người truyền thống. Vậy là giữ gìn. Dạ. Dạ. Giữ gìn. Có thể chơi nhiều cái khác nhưng lại truyền thống trong cái việc đấy. Ừ. Quen người cũng đi chơi, cũng đi du lịch, cũng đi nhiều lắm. Tụi em đi rất nhiều nơi. Nhưng mà giữ không giữ khoảng cách thì giống như ở chung thì cũng ôm nhau ngủ vậy thôi. Trừ cái đó thôi. Em thì cũng người bình thường, không phải thánh, nhưng mà mình thương. Mình thương nhiều quá cho nên chấp nhận. Em càng bực bao nhiêu thì tới đêm tân hôn là em càng cảm thấy là xứng đáng đúng không? Dạ. Mà đêm tân hôn chưa được nữa chị. Tại vì nhà em ở dưới quê mà giống như nguyên cái nhà lớn vậy đó, dập chùa kế bên nữa. Cho nên làm gì là cả nhà biết hết. Bữa đó không làm gì hết thì lên trên đây ở riêng. Thuê phòng trọ phải hỏi kỹ là có cách âm không. Nhưng mà cũng không được. Tụi em khoảng 3 tháng sau giữ về chờ. Mới có 1 tháng mấy được thôi đó hả? Dạ, mừng lắm chị. Em cũng mất đồng tâm chị. Em cũng đâu có mỗi lần mà cách nào nữa đâu. Đụng vô ba la đau thì em buông. Mà giờ ok chưa? Giờ này giờ ok không? Dạ, giờ không có la đau mà không có la nữa. Mà em không ấy gì là sẽ la em. Là em bị la. Em đi la. Không, bây giờ là đây là giây phút tận hưởng nè. Dạ. Mấy tay em làm gì á? Đang vỗ tay. Đúng tay. Đây là vỗ tay đàng hoàng. Đúng không? Đó, chị show em hoài. Coi như là được nhiêu ta, được mấy tháng. Dạ. Vậy đâu có thấy tật tụi xấu em... đâu. Có lòi ra tật xấu gì của nhau không nè? Có chị. Anh thấy phong hiện chết luôn. Dạ. Nhưng mà ở trong mới biết, ở trong chăn mới biết. Đâu ví dụ tật xấu gì đâu coi nè. Hay coi điện thoại á chị. Anh hay coi sàn ở trên mạng á, luôn luôn có cái để coi hoài luôn á. Mà chúng ta đều đi làm đến buổi tối là sau bữa cơm là nên dành thời gian tâm sự. Hôm nay tôi bực bội cái gì, tôi vui cái gì, tôi bức xúc cái gì. Hai vợ chồng cùng coi một bộ phim. Dạ. Ví dụ như mẹ con cân hàng con anh thời thay mà đợi ngồi em tâm sự, anh cảm thấy bây giờ sắp tới mình sẽ làm cái này làm nọ làm kia, giống như em đang ngồi với cái máy ấy. Còn ảnh thì vẫn cứ coi sàn. Em bực quá thì em xuống dưới đó em ngủ. Còn vậy một là em xuống đất, hai là ảnh đi ra sofa. Đó, rồi sao nữa nè? Ảnh tiết kiệm quá. Tiết kiệm quá. Tốt chứ. Nhưng mà tiết kiệm quá, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, xài không dám xài. Mà về nhà là không mặc đồ luôn đó đúng không? Đúng rồi chị. Mặc không dám mặc mà. Dạ. Mặc sợ hư đồ đúng không? Tối ngủ mà không mặc. Giặt không dám giặt luôn. Nghĩa là tiết kiệm quá. Tiết kiệm quá, nó không có ép em là không được mua này mua nọ, shopping này nọ kia. Nhưng mà cứ mỗi lần em mua này cái nọ kia về thì anh lại hay hỏi này ở đâu ra. Dạ, em hỏi để coi mắc hay rẻ để em mua giùm. Để làm gì? Coi chỗ nào rẻ hơn em mua. À được. Để tôi em nói cho nghe. Đó. Sao nữa nè? Đó rồi lâu lâu đá banh á, đá banh xong á thì đi nhậu. Đá banh xong là khoảng 9 giờ đêm rồi. Nhậu đến 10 rưỡi về, 11 giờ. Thiếu nước, mất nước. Mà em đang nghĩ đến một ngày là giả sử đi nhậu xong lỡ có chuyện gì 11, 12 giờ đêm gọi cho em. Để nói là em ơi anh đang bị cái này nọ kia, làm sao mà em có thể ứng cứu, em có thể có mặt đó. Em biết đường đâu mà đi. Em sợ đúng không? Dạ. Vậy em mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Cũng may là hết đá banh xong nhậu rồi. Nhậu thì không ai cấm, nhưng mà nhậu anh vui thôi, đừng vui quá. Ảnh sống thoải mái lên tí. Phóng khoáng lên tí. Nhưng mà em, giờ tới em đó, bây giờ em dồn em quá. Giờ em bóc dồn lại. Dồn vô, anh đừng cùng luôn á. Ở trên đây có 30 phút thôi, nhưng mà mình sống cả đời đó nha anh. Nói sợ anh nói. Vợ em thì có một cái tính là giống như hơi cố chấp. Nhưng mà khi mà có một cái việc gì á, em nói á, thì không có nghe. Cái gạt qua bên vậy đó. Giống như mà khi mà giận nhau á, bả được quyền nói thôi. Bả nhắn tin hay gì, bả nói lèo xong tới lượt em
bà chặn. Em đâu được quyền nhắn, chặn hết luôn. Chặn tin, chặn hết luôn. Có cái chiêu hay thật. Các chị phải học quá. Không làm gì được anh. Em mò hết cách, chặn điện thoại rồi đóng cửa, em gửi mail là hết chặn được, cũng đọc rồi. Mail không chặn được. Mail không chặn được, chỉ có thể cho vào trang mail thôi. Sao nữa? Cái tán em hơi tiết kiệm, vợ em thì hơi phóng khoáng chút. À, trời em cũng bù đắp đó em. Dạ. Như làm đồ ăn, dọn ra ăn, để xong quay qua quay lại thấy bả đâu mất tiêu. Quay qua thấy lấy cái cục đồ ăn đem ra ăn chó nhà hàng xóm ăn. Trong khi đó em ăn, để cái này bả ngon để dành cho bả đi, bả không ăn lát mình ăn. Quay qua quay lại gấp để riêng, hỏi chị, đem cho chó ăn. Không lẽ em nói giờ, không lẽ em dành ăn với chó. Mà chó nhà hàng xóm nữa. Em thích lắm, em thích chó mèo lắm. Dễ lắm, mai em mua cho con đi. Anh không cho, anh không cho em nuôi thú cưng. Em thích chó em mèo ghê thích, lắm. Em cũng thích mà nó dơ. Sợ hốt đúng không? Em suốt ngày em phải đi nựng chó hàng xóm. Cũng vậy nè. Dơ thì dở em sẽ tự làm. Tại giờ chưa có con mà đúng không? Dạ chưa. Anh ngủ đi, Bây giờ chị nói nghe hai đứa, tụi em còn quá son luôn á. Thực sự cái cuộc sống hôn nhân của tụi em nó còn quá mới mẻ luôn. Thì chị nói trước nè, trong một cái năm đầu tiên á, là cái năm sóng gió của hai vợ chồng. Sóng gió đây không phải là cái gì mà là tụi em bắt đầu phải tề cái tôi của mình lại để mà tụi em khớp vô nhau. Chứ còn nếu không á, là sẽ gây lộn liên tục. Lúc này bắt đầu tìm hiểu nhau đi, tìm hiểu nhau giống như hồi mình mới yêu nhau vậy đó. Đó nha. Đó thì để mà mình dung hòa với nhau cho cái gia đình mình hạnh phúc. Dạ. Rồi, okay, mong rằng là các em sẽ hiểu nhau nhiều hơn và phải tận hưởng cái năm đầu tiên của hai vợ chồng. Đúng rồi. Dạ. Nghe. Có đi du lịch đi chơi rồi đi. Dạ. Dạ. Ok nghe. Dạ. Rồi bây giờ mình bốc thăm trúng thưởng đi. Cảm ơn anh chị. Anh nhớ lần đó không? Không. Anh nhớ lần đó không? Không. Cái anh này em thấy đúng là nó chung nó lạ, nó không có giống như những mấy cái anh mà em đã từng gặp. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười. Ok thôi, nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm. Nhưng mà vui, tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi. Có cháu. Dạ có cháu rồi. Em qua nhà vợ em như một ông hoàng lúc đó. Lần đầu tiên. Sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất là xịn. Dạ, nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu. Và cũng không có thực sự có những cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em. Trời ơi, đó. Bởi vậy mình nôn nao không uổng đúng không? Ui, cặp vợ chồng này đẹp đôi quá. Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Phụng, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp em là một luật sư. Và bên cạnh đó em có kinh doanh về mảng giảm cân với lại chăm sóc sắc đẹp. Dạ. Em là Nguyên, một streamer chuyên nghiệp. Và ngoài ra thì em còn rất là yêu vợ. Anh rất muốn biết rằng là hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau ở đâu nè. Anh nói em nói. Đoán đi, em đoán đi cho nó vui vẻ coi. Anh này đi làm đẹp và đến gặp ngay cái chỗ mà làm. Cái chỗ này nó quá là hiệu quả. Cho nên về như là lên streamer. Đó, lên giới thiệu. Cái thế giới của streamer là em chỉ có trong bốn bức tường à. Em cũng không quan tâm đến là streamer như kiểu em không quá đẹp như là chị Hồng Vân để có thể lên TV chẳng hạn. Không, không, anh đang đoán. Hãy để anh đoán. Anh Bin đang đoán là tại sao tụi em lại có thể gặp nhau được. Đó là anh đang đoán là em đi em làm nói đẹp. Dạ. Tại vì suốt ngày nó làm trong phòng bị tụt cúng quá cho nên cần phải làm đẹp, phải đi tinh trang nhan sắc mà đến cô này gặp làm em. Và trong lúc làm thấy hiệu quả quá, thấy cô chủ đẹp quá là cô luôn, dính luôn đúng không? Em đúng nghĩ rồi. Là một cái duyên trời định á. Thật ra là em với lại chồng em là quen nhau qua một cái ứng dụng hẹn hò. Rồi thôi, anh đoán là chớ quớt rồi. Dạ đúng rồi. Sai, anh sai quá nhiều. Anh này là một cái người nhìn rất là đẹp trai. Thì em nghĩ là chắc là cũng rất là đào hoa. Không phải cái tiếp người mà em thích. Nói chuyện được 15 phút thôi là không có nói chuyện nữa. Rồi xong là bẵng đi một tháng sau. Là em thấy một người follow em trên Instagram. Thấy hai đứa có một người bạn chung. Từ đó mới là nói chuyện lại. Thật ra em ấn tượng với cái app đó, cái app hẹn hò đó. Tại vì khi mà vô là có thể xem coi cái cô đó có tính chất như thế nào. Phải nói chuyện với rất là nhiều cô để có thể lọc được như vậy. Khi nào thì các em mới chính thức gặp nhau ở ngoài và tìm hiểu mới? Sau khi nói chuyện được một tuần, em chủ động hẹn anh này ra vào ngày lễ Giáng sinh. Ước từ đầu tiên là anh rất là tươi, cũng coi như là anh em bình thường thôi. Nhưng mà vẫn cho một cái cơ hội để mà mình tiếp tục mình tìm hiểu lẫn nhau. Em gặp rồi, bắt đầu nói chuyện rồi em biết mấy vợ em là người hiếm. Em hình như lúc đó là 22 tuổi thì vợ em vẫn chưa có gọi là một mối tình vắt vai nào cả. Hiếm là vậy đó. Dạ. Hiếm hàng hiếm luôn. Anh nhìn cổ xinh đúng không? Không, cái lúc đó là anh nghi liền. Anh nghĩ giả sử mà cổ xinh như vậy mà cổ chưa có mối tình nào cả thì có vấn đề gì ở thôi. Từ lúc đó em suy nghĩ như vậy thôi. Em càng tìm hiểu thì em thấy rằng vợ em rất là tuyệt vời. Dạ. Rồi thì bao lâu thì mới bắt đầu là
chính thức tỏ tình cổ. Anh nghĩ là em tỏ tình cổ đúng không? Dạ dạ, em tỏ tình cổ, tại vì đó là luật. Em nhớ là buổi đó là em tỏ tình. Thực ra cái câu chuyện trước đó em cũng phải tìm hiểu. Em sợ hàng hiếm này thì em biết không biết có vấn đề gì hay là cô là có một tính chất rồi đó. Dạ. Có thể là cô yêu một bạn nữ nào đó chứ không phải là yêu em. Em là vậy đúng không? Em cố gắng tìm hiểu thì em thấy rằng cô này là một cô dạ tuyệt vời. Rồi tuyệt vời ở đây nó là như thế nào? Đầu tiên là thích về bóng đá, là một cái mà em cũng đang làm về. Một cái người mà luôn luôn mang lại cái năng lượng tích cực cho em. Giả sử mà em cầm cái là em bao giờ mà em đầu tiên là em cũng muốn làm cho vợ em cười. Bao lâu thì em tỏ tình với vợ em? Em không nhớ. Một tháng chị. Một tháng sau đó, dạ. Đó. Chồng em là mối tình đầu của em. Trước đó em hình dung á, là ví dụ như là khi hai người mà họ chính thức quen nhau á, thì trước đó họ tìm hiểu rồi họ nắm tay hay gì kia thôi. Nhưng mà em không ngờ khi mà em vô cái mối tình này, mọi thứ nó đến tự nhiên lắm. Có nghĩa là ảnh chưa tỏ tình chính thức, nhưng mà trước đó thì cũng đã nắm tay, đã kiss nhau, đã ôm nhau rồi. Thì em mới ngộ ra là hình như giới trẻ bây giờ nó yêu nhau như vậy khá là nhiều. Chứ không phải đợi chính thức quen nhau rồi mới bắt đầu nắm tay, mới lại hôn, mới lại ôm nhau. Dạ. Thì hôm đó là em nhớ là cái trận đá banh Việt Nam đá với cái đội nào mà đá ở dưới trời tuyết hay sao anh? Đó là cái trận mà mang cái cảm xúc cho cả đất nước này. 2018. Dạ đúng tháng rồi. 12 năm 2018. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đi bão xong rồi về. Rồi anh nói là ngày này một tháng trước thì là em là người mời anh ra trực tiếp gặp mặt. Thì bây giờ một tháng sau thì là anh ngỏ lời em là bạn gái của anh nha. Thì mình thấy dễ thương tại vì mình cũng bất ngờ. Nói không trong ngày đó được. Thế em không nói không được có nghĩa là em nói xong là em thu hoạch liền đúng không? Dạ có. Tụi em yêu nhau trong bao lâu? Dạ 8 tháng xong rồi cưới nhau. Dạ. Có nhiều những kỷ niệm đẹp không? Cãi nhau đến độ mà chỉ muốn chia tay nhau hay là có anh nhớ lần đó không? Không. Anh nhớ lần đó không? Không. Cái anh này em thấy đúng là nói chung nó lạ, nó không có giống như những mấy cái anh mà em đã từng gặp. Nghĩa là lần đó là em thì em thích là ví dụ như là nhắn tin là phải trả lời nhau liền. Nhưng mà ảnh nhiều khi ảnh lâu lắc anh đi làm gì kia xong ảnh mới reply lại. Thì em cứ nhắn vậy hoài nhưng mà ảnh không có chịu thay đổi. Tới cái lần đó là buổi đêm trước khi mà ảnh đi ngủ em lại nhắn một tin dài. Ý là em nói là em cho anh nhiều cái thời gian để mà anh thay đổi. Ngoài cái đó còn những cái khác nữa Nhưng mà anh vẫn vậy. Thì anh này anh rất khó chịu. Một cái là em cũng sai là tại vì anh nói là anh rất là ghét khi mà cứ cãi nhau mà nhắn tin cho anh về cái vấn đề cãi nhau trước khi anh đi ngủ. Làm cho anh ngủ không được. Thì cái hôm sau anh nói là anh suy nghĩ một đêm dài, anh nghĩ thôi chúng mình nên chia tay đi. Mà nhắn tin qua điện thoại, trời ơi em hết hồn, em không ngờ anh nói từ chia tay. Mà theo em biết đàn ông mà nói từ chia tay ấy, có nghĩa là thiệt. Đó nghĩa là nó nghiêm túc thật sự luôn á. Xong nói là không, bây giờ nếu muốn chia tay ra gặp mặt chứ không có nhắn tin như vậy. Rồi lúc mà ra thì em nói là ông giỡn. Trời ơi chị coi chị nổi không? Chứ anh gì biết, nữa. Cho dù anh không nhớ câu chuyện nhưng anh biết chắc chắn đó không phải là đúng rồi. Toàn bộ câu chuyện. Thì anh nói vậy mà à, tức là anh phải nói một cái gì đó rồi xong nhưng mà anh ý phải là nói bình một cái thường gì đó rồi xong anh mới nói là ok anh giỡn. Đàn ông họ nói chia tay có nghĩa là nghiêm túc đúng không chị? Còn lần này là anh nói là anh giỡn. Còn bình thường là phụ nữ ví dụ như em nói chia tay là chuyện bình thường. Nhưng mà thật sự là em có muốn em giỡn là em cái lúc đó con nít anh Phụng ơi. Em đâu dạ em tại em nóng tính nữa. Phụng làm gì Phụng làm rồi em làm việc của em thì em chỉ nghĩ như vậy thôi. Xong rồi từ lúc đó là nhưng mà ra thì cô này quan trọng quá cuối cùng lại là giận. Ủa nhưng mà lý do gì sao mà 9 tháng rồi cưới liền vậy? Bác sĩ kêu cưới. Vừa ở đâu? Vừa ở Nha Trang hay vừa ở Sài Gòn? Lần đầu tiên của các bạn là ở đâu? Nha Trang. Đó. Nha Trang đúng không? Đó. Thì thường là accident nó cũng đều từ đó mà ra cả đó mà. Lần đó. Rồi sao? Bác sĩ báo cưới thì là em, anh Nguyên. Lúc đó thì em vui không? Lúc em nhận được cái em tin nghe bác sĩ nói vui không? Dạ, em có kinh nghiệm. Dạ, tại vì trong trường hợp giả sử như kiểu em gặp trong một người bạn em cũng đã giống như vậy. Trong trường hợp người bạn em thì em có cảm giác như kiểu em rất sáng suốt trong cái lúc đó khi mà em nói rằng mày phải cẩn thận mày phải kiểm tra lại. Dạ, cho chắc là sau đó. Dạ, nhưng mà cái lúc đó thì cái kinh nghiệm đó hình như nó cũng không giúp cho em nhiều, em vẫn sốc. em vẫn nói giống như là bây giờ không lối thoát hay là một cái gì đó. Nó em chưa sẵn sàng cho cái đó, em không biết cái đó là gì cả. Khi mà bác sĩ báo cùng với hai đứa hay là bác sĩ báo với em để em báo ngược lại với chồng em? Em là người thử. Lúc đó là đang về quê, xong thử que. Xong mới thấy là hai vạch. Sau đó là em cũng sốc, cũng khóc. Tại vì em nghĩ là lúc đó là giống như em đang muốn tập trung cho công việc rất là nhiều. Đó bắt đầu đang khởi nghiệp kiểu vậy. Thì nhận được cái tin đó,
Xong rồi mình thấy trời, giống như là mình nghĩ mình vẫn còn 18 tuổi vậy. Là sau đó là gọi cho anh này liền. Xong rồi anh cũng nói là thôi thôi bỏ đi em. Là mình bắt đầu trời sao cái người đàn ông mình đang yêu sao kỳ cục vậy. Sau đó là không, tối đi em quay lại Sài Gòn thì mình đi khám một lần nữa cho chắc. Thì lúc mà đi lên á thì khám xong rồi thấy rất là đáng yêu. Sau là quyết định giữ lại thì anh tôn trọng quyết định của em. Em nghĩ cái vấn đề quan trọng nhất là lúc đó em thực sự yêu vợ em. Cái chuyện này đến gia đình thì hai bên gia đình thì phản ứng như thế nào? Đầu tiên là đưa về nhà của ảnh. Thì trước đó là em đã qua nhà ảnh chơi một hai lần gặp ba mẹ rồi. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười. Ok thôi, nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm. Nhưng mà vui, tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi. Dạ có cháu. Rồi xong liền lúc đó là hai vợ chồng đi qua bên nhà của em để mà thưa với ba mẹ em. Em qua bên, em qua nhà vợ em như một ông hoàng lần đầu. Sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất rất là xịn. Nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu. Và cũng không có thực sự có những cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em. Lúc đó là cái lúc mà như kiểu em có thể về em có đập bam một cái. Và em bước vô nhà giống là lần đầu tiên mà em nói ra chuyện ra mắt ba mẹ vợ luôn. Dạ ra mắt ba mẹ vợ mà em đã có một cái nguyên một cái quá bự như vậy của hai vợ chồng em. Tức là khi mà thông báo với bên nhà em á thì lúc đó ba mẹ em phản ứng sao? Mẹ em cũng thích, ý là đương nhiên là cũng sốc. Mẹ em chuẩn bị tinh thần trước rồi, trước khi lúc mà quen anh này á, tại vì tư tưởng của em với mẹ em nó khác nhau. Em là người rất là mở, tư tưởng thoáng, còn mẹ em là kiểu tư tưởng truyền thống á. Nhưng mà trong quá trình em quen anh này thì em cũng đã giống như là hướng lại tư tưởng nhà mẹ là mẹ nên thoáng như vậy. Tại vì không có phải lúc nào cũng phải cưới nhau rồi mới quan hệ, thì nhiều khi nó không hợp thì như thế nào. Thì mẹ em chỉ nói là ok, nếu mà có vấn đề gì là phải giữ chứ không có được phá. Lúc mà biết thì mẹ em thấy cũng bình thường à. Mẹ hỏi là hỏi coi Nguyên nó có chịu giữ không. Dạ. Như vậy là lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Tới bây giờ là 2 năm. Hai vợ chồng 2 năm. Tật xấu của anh ấy có nhiều không em? Thấy không có nhiều lắm. Tật xấu của anh này là có một cái rất là dơ. Có nghĩa là đi ở ngoài đường về là bụi bặm, không có mặc áo khoác gì á chị. Thì đương nhiên là về là phải thay quần áo ra rồi rửa chân này kia rồi nằm trên giường. Nhưng mà không, cứ bay lên giường mà nằm. Một phát lên giường. Chính xác, em la mấy lần rồi không được. Cái thứ hai là cái hành động mà nó cũng mạnh bạo. Ví dụ như là tối con gái đang ngủ với em thì em còn thức, em canh con gái. Thì anh stream xong anh lên là cứ mở ra mà cứ rầm rầm nha. Cũng không chịu sửa. Rồi một cái nữa là rất là nóng tính. Thì trong các cuộc cãi vã đều là ảnh, nhiều khi ảnh nói chuyện với em mà cái cách nói chuyện như là cứ quát vô mặt mình á. Nhưng mà đối với ảnh đó là nói chuyện bình thường. Thì kiểu không chịu sửa cũng không chịu sửa gì hết trơn. Đâu cái đó anh sửa rồi mà. Chưa, không thấy. Rồi cho là mình làm việc với máy tính nhiều quá rồi nó khiến cũng con người mình á bị nói lớn tiếng không ta? Anh nói chuyện với vợ anh á, anh thấy anh cho là cái rất là bình thường. Cái cao độ của mình nói chuyện cũng rất là bình thường. Mà em bị liên cái nói liên tục luôn. Giống như là mình nói chuyện nạt cho mặt người ta. Anh đúng, để coi cách chị Vân nhìn quá. Chị Vân không hiểu, không biết anh đang nói về gì. Nó biết, em biết. Thuận là không phải là do máy tính, mà em là cái tính chất nghề nghiệp của em. Thì Thuận làm đạo diễn nhiều á. Ra hiện trường là Thuận phải nói lớn, nói nhiều, nói lớn để người ta hiểu được cái ý của mình á, thì thành ra nó là thói quen. Chứ không phải là do máy tính. Bạn này là cũng là thói quen nghề nghiệp luôn, là bạn cũng phải nói chứ không phải là do cái máy tính nó làm cho bạn bị. Em nghĩ là tại vì em xem thể thao nhiều và thực sự khó để có thể vô một trận bóng đá mà em bình tĩnh được. Còn gì nữa nè? Còn cái nữa là rất là gọi là độc tài đi qua tới sở thích. Có nghĩa là anh này á, anh thích ăn cái gì là em phải ăn theo cho bằng được. Có một lần á là em nói, tại vì em đi làm ở bên Tân Bình nha, em quận 7 thì Tân Bình hơi bị xa, cho nên là lâu lâu là nói chồng chở đi làm. Thì chồng nói là ok, hôm nay anh chở đi làm nhưng mà phải ăn sáng theo anh. Đó là ăn cơm tấm. Mà chỉ biết một tuần 7 ngày là ngày nào cũng ăn cơm tấm, tới hôm nay vẫn ăn cơm tấm. Em là người chung thủy. Anh sẽ chia sẻ về một số quán cơm tấm. Rồi đó, rồi xem phim cũng vậy. Nếu mà đi xem phim rạp là phải xem phim của ảnh, không được xem phim Hàn Quốc, để xem phim Quốc em tự đi xem mình. Mà có gia trưởng không? Không, gia trưởng thì không. Chỉ chị có độc tài phát xít thôi. Đúng rồi, về cái sở thích thôi. Chứ còn mấy cái vấn đề khác thì là rất là hay hỏi ý em. Rồi ví dụ như là để cho em tự do làm gì em thích là luôn ủng hộ em. Vậy em mong chồng em thay đổi những cái tính nào? Em chỉ thấy cần thay đổi là ảnh bớt nóng tính lại. Giống như là điềm tĩnh nói chuyện hơn, chứ lúc nào cũng nóng. Giống như là làm tổn thương mình á, rồi sau đó lại đi xin lỗi mình, thì nó không có thay đổi được cái gì hết trơn, lúc nào cũng vậy hết trơn á. Vấn đề là anh đã bình tĩnh lại so với thời gian trước rồi.
Tại vì em rút kinh nghiệm á, là bình tĩnh là cách duy nhất mà em có thể thắng được một cái cuộc cãi vã với không vợ thấy. Em khi mà em phải nói từ từ lại. Nhưng mà em cãi với luật sư cũng hơi căng lắm. Cách lắm em ơi. Như vậy là mong Nguyên thay đổi là bớt nóng tính lại. Dạ, chỉ có cái đó thôi. Và đừng bao giờ nói những cái điều gì đó làm tổn thương người đẹp. Đúng không? Dạ. Được không Nguyên? Dạ. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. Em coi tật xấu đi. Đầu tiên là vợ em hơi bị không ngăn nắp. Em nghĩ là cái đấy là người một người phụ nữ, một người con gái, người ta sẽ biết hơn một người con trai. Mà lẽ ra là một người phụ nữ giống như là sẽ dạy cho người đàn ông cách ngăn nắp hơn. Có một số cái mà giả sử như là khi vợ em đi về thì thường để cái ba lô ở ngay chỗ đem đi. Em lên phòng thì em dậm mấy lần và em mém té mấy lần. Và cứ mỗi lần mà em nhắc về vấn đề đó là vợ em đúng bài là vợ em sẽ nói sang một vấn đề khác, giống như là vợ em không nghe. Có giống như những người phụ nữ thời đại này là thích shopping, thích mua sắm online? Dạ có. Một ngày mà em có thể đi xuống và em nhận hàng của từ những trang web đó chắc là cũng em nghĩ từ khoảng 3 tới 4 lần. Dạ, đến nỗi mà em thuộc hải tiếng. Không, em toàn mua đồ lòng. Cho gia đình, mua cho em bé em, tại vì là bé gái em á. Thuộc những tên những anh shipper đó luôn mà. Em hỏi chị trong phường. Quen lắm. Dạ. Rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai. Tại vì vợ em không nấu ăn nhiều. Em biết là nấu ăn cho người khác là một trong những cái gì đó tuyệt vời nhất mà mình có thể làm cho người khác được. Nên rằng vợ em nấu ngon. Có những lần hiếm hoi mà vợ em nấu là em nhớ lắm. Cái lần đó em đang làm ở trong hoặc là em coi đá banh gì đó. Khi mà vợ em đưa vô một cái món mà món Ấn Độ. Cái món đó món gì vậy? Chả đậu gà. Dạ dạ, chả đậu gà một cái. Rồi xong đưa cho em một ly nước. Đó, có hai cái đó thôi mà em nhớ mãi luôn. Khi mà lúc đó em thực sự cảm thấy rất là đã. Là ngon ở cái cử chỉ đưa, cái động tác đưa cái, hay là ngon ở cái món ăn? Dạ em nghĩ là ngon cả hai. Em chỉ có một cái kỳ, cái này em kể thêm là vợ em có một cái hay nói với em không được quyền béo lên. Còn nếu mà em béo thì vợ em sẽ không thích. Khi mà lúc đó vợ em sẽ hết yêu em. Em ngồi em suy nghĩ lại, nếu mà em nói ngược lại cái vai trò như vậy chẳng hạn, nếu mà em béo hơn thì anh sẽ không còn yêu em nữa và anh sẽ thích những phụ nữ ốm hơn, thì cái mức độ nghiêm trọng của cái câu mà em nói mức nào. Có những cái câu mà vợ em nói nó rất là mắc cười, khi mà em nói ngược lại với vợ em thì lại không được. Nên là em thắc mắc như vậy thôi. Tức là chồng em đã từng nói với em điều đó? Em nói trước. Em nói trước nhưng mà sau đó thì chồng em nói với em điều ý đó là chồng hỏi là trời ơi, sao em vô gì với ý là nếu mà anh nói ngược lại câu đó thì em thấy làm sao? Em có thấy tổn thương không? Em có chịu đựng được cái câu đó không? Thì em có trả lời không? Em chỉ cười thôi, tại vì em biết là anh sẽ không bao giờ nói với em câu đó. Nhưng mà giờ em nói cái câu đó với chồng em là nói thiệt hay là nói gì? Nói vui giờ chồng em béo lên thì sao? Thì bắt giảm cân sao anh chị? Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em nghĩ là ngăn nắp hơn. Đồ đạc thì để gọn, mà cái này là cả hai tụi em luôn. Em cũng nghĩ là cái đó luôn. Bừa kiểu khác á, mọi người bừa một kiểu. Rồi nghĩa là cả hai đều mong muốn là ngăn nắp. Thì giờ hai vợ chồng cùng đồng lòng hiệp sức đi. Hai ba lần em địch bị té ở cái ba lô á, thì lần này á là em đừng có để bị té nữa, mà em cầm cái ba lô em cất cho một chỗ nào đó. Một hai lần người ta có sĩ diện, người ta luật sư mà. Tổn thương người ta sĩ diện nó, trời không lẽ giờ mình làm gì kỳ quá đúng không? Tự động người ta vì cái sĩ diện đó người ta sẽ phải gọn. Và ngược lại. Dạ. Đó kiểu vậy đó. Hai vợ chồng quá đẹp đôi, lại nói chuyện là luôn luôn dành cho nhau một ánh mắt rất là yêu thương, say đắm tình tứ đó. Em cứ mỗi ngày em đang nói là mỗi ngày em lại càng yêu vợ em hơn đó. Em ơi tuyệt vời lắm em ơi. Rồi cảm ơn hai vợ chồng nha. Em nuôi con tới 2 tuổi thì chồng em có thường xuyên tới thăm con không? Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần, vào giữa tuần với lại ngày chủ nhật. Còn nếu mà em bận việc gì đó thì vào ngày chủ nhật thôi. Tức là một tuần một ngày? Nói chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là anh về nhà rồi. Cái mà con cãi với mẹ là lúc đó là con bầu bì rồi, nói chung là nóng nực, nói chung là áp lực vừa trong nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa, nên con có những cái lời nói khó nghe, nên mong mẹ bỏ qua cho con. Chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Rồi mời hai em giới thiệu về mình.
Dạ, em tên là Trần Thị Ngọc Hải, em ở Đồng Nai, em được 30 tuổi. Em là làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Dạ, em tự giới thiệu em là Đào Quốc Thịnh, năm nay em 31 tuổi. Em cũng làm nhân viên trên văn phòng, chung công ty với vợ luôn. Hai em là ở Đồng Nai luôn? Dạ, dạ. Đúng rồi, ở Đồng Nai, ở Trảng Bom luôn à. Hai vợ chồng lần đầu tiên quen nhau như thế nào và ấn tượng gì về nhau nè? Lần đầu tiên á là em thông qua một người bạn, xong rồi bạn kêu á là giới thiệu cho cái anh này nhìn hiền, đẹp trai. Đó em cũng chưa lữ lự là chưa có định quen đâu. Em cũng ngại nữa, tại vì lúc đó là em chưa quen ai luôn. Sau đó em nghe đâu thì ảnh đăng ký thi nam thanh lịch trong công ty. Xong cái em cũng tò mò, xong rồi coi nhìn mặt ảnh như thế nào thì lúc đó là mới thấy cũng da trắng lắm, cao ráo, nói chung là nhìn cũng được. Lúc đó thấy ok đúng không? Dạ. Bây giờ còn em? Còn nào? Em thì sao nè? Dạ là một hai lần đầu á thì bạn cũng giới thiệu mà, con nhỏ đó đó, mình nhìn thử thôi. Thì mình nhìn cũng cao ráo, cũng dáng cũng dễ thương, bắt nhất là cặp mắt cũng đẹp đó, nên nào mình cũng quyết định quen, mình tìm hiểu. Thì kênh hiểu được vài tháng á, bắt đầu mình mới đi chơi, xong bắt đầu là đi uống cà phê. Thì cái lần đầu hẹn hò là cũng ngay ngày 14 tháng 2 luôn. Wow. Cách đây mấy năm? Cách đây 2014 là 6 năm rồi. 6 năm rồi. Dạ. Rồi. Và em có lên hát một bài là cũng tặng. Dạ. Với lại là một bó hoa. Trời, em còn ơi. Nhớ cái bài đó không? Em hát lại một vài câu cho anh nghe được không? Bài chờ một người. Chờ hoài một người, anh đứng nơi cuối con đường. Chờ hoài một người mà dường như sẽ không đến. Từng dòng người đi lướt qua anh vô tình, ngọn đèn đêm nhìn anh buồn tênh. Cái mắt hấp hiêm vậy là rớt liền. Mắt hấp hiêm mà nhìn đúng con người. Mắt hấp hiêm xong rồi đến là một bó hoa nữa là rớt rồi. Liền. Tụi em yêu nhau mấy năm thì cưới? Cũng khoảng 2 năm 3 năm vậy. Dạ, bắt đầu là quen rồi. Là 2014 là bắt đầu quen. Rồi lấy nhau năm mấy? Năm 2017. Tụi em cưới nhau được bao lâu thì có em bé? Đã có em bé chưa? Dạ được một bé gái. Lấy nhau xong thì qua tháng sau thì bắt đầu mới có em bé. Mà lấy nhau xong thì là ở đâu? Ở nhà bên chồng hay là ở bên vợ? Dạ ở bên chồng. Rồi mẹ chồng nàng dâu thuận thảo không? Nói chung là lúc đầu về thì mẹ chồng với con dâu thì cũng có nhiều cái cũng không hiểu với nhau á, nên cũng có qua tiếng lại. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? Mâu thuẫn giữa em với mẹ là cái vấn đề gì mà chưa hiểu nhau? Nói chung là cũng có một phần của chồng của em. Đó là gì? Ấy là lúc mới cưới về á, chồng em đi về á, tới nhà xong là thay quần đùi, lấy xe chạy một mạch xuống ở dưới gần nhà có một cái đội bóng chuyền buổi chiều hay tập chơi á, xuống ra đó chơi trong tới khoảng 6:30 7 giờ xong mày chạy về dọn cơm nước ra ăn gì đó, là ăn cơm xong là lấy xe chạy xuống dưới quán đó lại uống cà phê với tán dóc với mấy đứa bạn ở dưới đó. Em thấy ngày nào em thấy mới lấy về mà chỉ muốn thích đi chơi tự do mình thôi. Dạ. Nhiều khi lúc đầu mình cũng nghĩ là mình cũng không sai gì. Thì con trai đàn ông mà, nhiều khi người thì đam mê thể thao nữa. Cái chiều về mà không đi đá banh đến bóng chuyền gì, nói chung là ngứa ngáy khó chịu lắm. Đó, xong thì cũng ngăn cản em. Thì em cũng nói là cái này em đâu có phải là đá gà mê gì như cái gì bỏ bê gì đâu. Anh chị thể thao buổi chiều, nhưng mà không thích. Nhưng mà với em thấy cái đó cũng không cái gì là sai nhiều. Đó nên em cứ làm. Rồi xong rồi là gây lộn. Có. Chắc chắn là phải gây rồi. Và gây lộn. Tôi đoán nè, gây lộn. Xong rồi mẹ nghe được rồi mẹ binh con mẹ. Đúng không? Rồi em buồn. Đúng rồi. Sau đó em có bỏ về nhà em không? Dạ có. Cái lúc đó bầu 7 tháng à. Bầu 7 tháng là em về nhà em. Dạ. Và cái lúc mà sinh con ra là cũng ở bên nhà em luôn. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó em có qua em năn nỉ vợ không?
Dạ lúc đó thì có qua thôi nhưng chưa năn nỉ lắm. Là vợ ở nhà, vợ em ở nhà em. Dạ đúng rồi. Nên là vợ đẻ rồi vẫn chưa năn nỉ luôn. Dạ. Rồi bao lâu thì là hai đứa mới về chung một nhà lại? Dạ mới về cách đây khoảng một năm, lúc đó bé tầm khoảng được gần 2 tuổi. Bây giờ là nhà riêng hay là vẫn ở chung với bây mẹ? Bây giờ thì em ở nhà riêng. Là gần 2 tuổi nay bé được 3 tuổi rồi, tháng 12 này là được 3 tuổi. Là mới có 1 năm hai đứa hàng gắn lại thôi. Dạ đúng ạ. Lúc vợ sanh có đưa vợ đi sanh không? Dạ bên nhà ngoại tự đưa đi. Đó em không biết. Xong bắt đầu hình như có linh cảm á. Xong bắt đầu em mới xuống bệnh viện và em mới biết sanh với đó. Lúc đó em đi vô bệnh viện mà em có vô chỗ vợ em sanh không? Hay là em chỉ đứng ở ngoài em nhìn thôi? Dạ không vô, em vẫn ở ngoài vậy. Được mấy ngày thì là chồng em mới thấy cái đứa con đó mới vô. Lúc đó em sanh xong rồi sang ngày hôm sau á, chồng mới vô. Hai ngày. Hai ngày sau. Hai ngày. Rồi em nhìn con thì em thấy sao, em có cảm thấy mình có lỗi không? Thì lúc đó cũng buồn buồn tủi tủi. Rồi lúc đó là có xin lỗi vợ không hay như nào? Dạ lúc đó cũng chưa xin lỗi vẫn gì. Vẫn cương luôn. Dạ lúc đó không phải là cương nữa mà lúc đó chỉ nhìn đứa con không à. Không có suy nghĩ vấn đề khác nè. Lúc đó mới sanh xong mà bắt đầu dìu vợ tập đi vô ở ngoài tí xíu xong bắt đầu là bên nhà ngoại lên. Thì xong lúc đó em về. Rồi bắt đầu đưa con về. Em nuôi con tới 2 tuổi thì chồng em có thường xuyên tới thăm con không? Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần, vào giữa tuần với lại ngày chủ nhật. Còn nếu mà em bận việc gì đó thì vào ngày chủ nhật thôi. Tức là một tuần một ngày. Nói chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là anh về nhà rồi. Mà lý do gì 2 năm là hai đứa quyết định coi như là đi về nhà chung? Cái lúc đó con bé nó cũng lớn và bắt đầu đi học. Rồi bắt đầu mới nói chuyện và phụ nhau để nuôi bé đi học, trang trải cho bé. Thì lúc đó mới có nói chuyện với nhau và quyết định là thôi mình thử mình ra riêng mình ở. Nhưng mà bây giờ cái tinh thần cũng như là hai vợ chồng đã cảm thấy thoải mái, thấy là không còn lấn cấn gì nữa chưa? Yêu nhau trở lại chưa? Tức là yêu thì vẫn yêu nhưng mà cũng đang khó cái giữa hai gia đình với nhau. Từ lúc mà vợ bỏ đi là hai gia đình không gặp nhau nữa. Không gặp nhau luôn. Dạ đúng ạ. Mà bây giờ một tuần vậy về thăm ông bà nội mấy ngày? Bây giờ thì cứ một tuần hai tuần là em trở về, cuối tuần em trở về một lần. Em đưa con về bên nhà nội, dạ. Tức là nhà em á. Vợ có đi theo không? Thôi. Lúc đầu thì có chở đi theo và nói chung là song song dành mặc cảm đang có mà. Xong rồi thời gian gần đây như không luôn, em có hai bố con về thôi. Rồi bây giờ khi nào về nhà ngoại á thì là chồng có đi theo không? Dạ. Cái trường hợp của tụi em á rất là căng. Cái này phải nói liền và tụi em phải hóa giải cái điều này liền. Đúng rồi. Chứ không là rất là nguy hiểm cho cái gia đình nhỏ này. Và cũng lại một lần nữa thì Vân cũng xin đứng ra, Vân xin phép để Vân được tâm sự một chút với gia đình nội ngoại hai bên. Đúng là cái chuyện này á, là hoàn toàn ông bà nội ngoại không ai có lỗi cả. Lỗi là do hai bạn này. Hai bạn này, cái tôi của hai bạn quá lớn. Thực ra mà nói á, nếu như lúc đó tụi em chỉ cần tịnh tâm suy nghĩ lại một chút xíu thôi thì là sự việc nó không đến nỗi căng thẳng mất 2 năm trời như vậy. Khi bạn đã lấy vợ rồi và vợ bạn bắt đầu có bầu rồi á, thì bạn không thể sống cho riêng mình được nữa, mà bạn phải sống cho cái gia đình nhỏ của bạn. Còn với bạn thì khi mà bạn bắt đầu sống cuộc sống ở trong gia đình chồng rồi, đúng không nè, thì mình sẽ phải cực kỳ khéo léo trong cái mối quan hệ giữa mẹ và chồng. Cách mà mình nói á, nó phải như thế nào đó, nó phải khéo léo. Vân muốn xin với lại hai bên nội ngoại á, là nhất là bên nội á, Vân nghĩ rằng đến giờ phút này khi mà các cháu nó hàn gắn lại được với nhau rồi thì Vân nghĩ là anh chị nên mở lòng chấp nhận cái mối quan hệ này, cái cuộc sống gia đình này. Bởi vì đầu tiên hết là con mình sẽ hạnh phúc, cháu mình sẽ hạnh phúc. Chứ còn nếu để tình trạng này tiếp tục á, thì lỡ nếu như mà các em không có vượt qua được, kể cả hai gia đình luôn á, thì đi đến chuyện đổ vỡ thì rất là phí và rất là tội cho cháu của mình. Thành ra là Vân mong là cả hai bên nội ngoại mở lòng ra để cho cái mối quan hệ này, cho cái gia đình nhỏ này phải được hạnh phúc. Bởi vì thực ra cái cô gái này đã bị thiệt thòi 2 năm rồi. Nhưng trước khi coi như là ba mẹ mình mở lòng thì mình cũng phải dễ thương, đúng chưa? Đó có nghĩa là bây giờ bên này tự nhiên bây giờ ẵm con về thăm bên nội mà không có con dâu, rồi ngược lại em ẵm con về thăm ông bà ngoại mà không có con rể, thì làm sao có tức được là... một cái tình cảm gắn kết lại, dạ. Đúng không? Vợ em không về nó cũng có cái lý do. Thì lúc mà đi á, về nhà ngoại á, thì bên mẹ với vợ có nói chuyện qua bằng điện thoại.
Nói chung thì vợ em thì cũng nhiều khi tính lọc chọc lắm, nhiều khi nói đó chứ không có suy nghĩ mình đang nói cái gì, nên nhiều khi cũng mặc cảm, bây giờ về nói chung cũng khó. Mẹ đang coi, em tưởng tượng mẹ đang coi trước mặt em nói cái lời gì chân tình nhất từ trong đáy lòng của em với mẹ. Nhiều khi em trực diện với mẹ em không nói được, nhưng bây giờ em đây, đây đi mẹ coi, mẹ sẽ thấy, mẹ sẽ hiểu. Cái mà con kể với mẹ là lúc đó là con bầu bì rồi, nói chung là nóng nực, nói chung là áp lực là vừa trong nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa, nên con có những cái lời nói khó nghe, nên mong mẹ bỏ qua cho con. Rồi vậy quá hay rồi. Rồi Thịnh thì nói gì? Thịnh nói gì với bên gia đình ba mẹ vợ? Tụi con cưới nhau cũng được mấy năm thì giữa vợ chồng con cũng nhiều sóng gió, thì ba mẹ cũng có la có rầy, cũng góp ý, nhưng mà mỗi đứa thì cũng giữ cái tôi cho mình, đứa nào cũng lì cũng cứng đầu hết. Thì cũng qua chương trình này con chức cũng chỉ có nói được một lời xin lỗi giữa ba mẹ hai bên gia đình, thì tụi con sẽ cố gắng, sẽ hàn gắn lại và sẽ cố gắng cải thiện cái bản thân mình để cho cái gia đình này sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn. Nói thật lòng là em còn yêu vợ em không? Dạ có gì. Em còn yêu chồng em không? Dạ còn. Chỉ cần yêu đó thôi, chắc chắn cái tình yêu này là tụi em sẽ vượt qua được, và tụi em phải giữ. Khi mà em đã nói ra được cái điều này với mẹ là em đã nhẹ lòng rồi, cả hai đứa. Và chị chắc chắn là khi cha mẹ hai bên coi được những cái điều tâm sự của tụi em, cha mẹ sẽ hiểu và sẽ bao dung, sẽ bỏ qua hết tất cả mọi điều. Nghe không? Và anh chỉ mong là sau ngày hôm nay, qua ngày mai, Thịnh sẽ nắm tay vợ mình và con mình. Dạ. Về nhà thăm ông bà nội nghe em. Rồi xong, rồi mình về thăm ông bà ngoại nghe em. Đó, hai đó. Vợ chồng phải đi cùng đi, ở cùng ở và thăm cùng thăm. Đúng rồi, rất cảm ơn hai em. Và hy vọng rằng là tất cả mọi thứ đều đến với các em, đều được thuận lợi. Thuận lợi như ý nha. Yeah. Sao cái lời cầu hôn đó là những cái gì nó diễn ra trơn tru không em? Dạ cũng tạm tạm. Dạ lần đầu mà anh. Cũng chật vật chứ. Lúc đó bé mới 20, bé này 18, biết tại cái gì mà không chật vật. Hai đứa là lần đầu tiên của nhau đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn. Rồi bây giờ cho hỏi nghe, hai bạn ai võ công cao cường hơn? Khi mà lên sân khấu đấu thì anh hy sinh chết nhiều nhất. Anh hy sinh chết trước em đúng không? Nhưng dạ. Mà thực sự ra là ai nội công tâm hậu hơn? Anh giỏi hơn. Là đúng không? Dạ. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Trọng Tú. Dạ em 35 tuổi. Hiện ở nhà là kinh doanh nhà trọ ở Bình Dương chị. Thế còn em? Dạ em là Trần Thị Kim Liên. Em nay 32 tuổi. Em đến từ Bình Dương. Em ở nhà giữ mấy bé với lại đi phụ ông xã dạy võ. Phụ ông xã gì? Ông xã em dạy võ. Võ gì em? Dạ võ cổ truyền Việt Nam. Cổ truyền Vô Vina anh... hả? Dạ không, võ Thiếu Lâm. Thiếu Lâm mà cổ truyền của Việt Nam. Dạ. Bây giờ anh có một lời đề nghị nha. Bây giờ em biểu diễn giùm anh một vài thế được không? Dạ. Rồi bắt đầu. Dạ. Hi dò. Rồi hay quá. Bây giờ hỏi võ sư nghe. Dạ. Lần đầu tiên Tú gặp bạn gái của mình là ở đâu? Tụi em biết nhau là nhờ người bà con mày mối. Ấn tượng đầu tiên thì em thấy cô này người gì mà sao mà trắng vậy, cừ có răng khển giống mình á. Mới gặp thì mình có hảo cảm rất nhiều, mình có thiện cảm. Còn em gặp ảnh sao? Cái gu của em nào giờ là phải dân thể thao hoặc là chơi bóng đá bóng chuyền. Tự nhiên xuống thấy anh này thư sinh, đeo mắt kiến rồi da trắng, bàn tay thì còn mịn hơn bàn tay con gái nữa. Em thấy công tử bột quá à. Em cảm thấy không có cảm tình, không có cảm tình. Lúc đó chưa có thuận mắt luôn. Dạ. Đúng không? Ủa xí, nhưng mà anh hỏi nè, cái lúc đó là em đã dạy võ chưa Tú? Dạ chưa có phơi nắng bởi vì dạ, trắng quá đúng dạ. không? Dạ. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ em vừa tròn 18. Em vừa tròn 18, còn Tú là 20. Dạ. Trời lúc nhỏ xíu à ha. Là cách đây là mười mấy năm rồi. 14. Tú ơi, em học võ từ khi nào? Nói chung là lấy vợ về rồi mới bắt đầu mình học võ. Lý do?
Nhiều khi mốt vợ có cầm chổi chà dí thì còn chạy kịp. Trời ơi, lý do là nguyên nhân đầu tiên là sợ vợ. Học vợ để tự vệ. Sợ vợ đối với hành. Vợ nãy có chi tiết là gì nè, em phụ cho chồng dạy võ là phụ dạ. gì hay em là cũng phụ dạy chồng dạy luôn dạ, dạy luôn cũng dạy luôn là em cũng biết võ luôn dạ. Wow. Mà lý do gì em học võ? Em thì em đam mê từ nhỏ rồi, nhưng mà sau này lấy chồng về thấy ông xã đi học thì em xin đi học theo. Rồi bây giờ cho hỏi nghe, hai bạn ai võ công cao cường hơn? Khi mà lên sân khấu đấu thì anh hy sinh chết nhiều nhất. Anh hy sinh chết trước em đúng không? Nhưng dạ. Mà thực sự ra là ai nội công tâm hậu hơn? Anh giỏi hơn à. Là đúng không? Dạ. Ủa mà lúc đó chưa nắm tay người ta, biết nắm tay người ta sao biết tay ta? Em nhìn qua cái bàn tay anh thấy bàn tay anh đẹp. Vậy thì làm sao mà hai bạn đến được với nhau? Không ưa mà, đã không thích mà. Nhưng mà qua nhiều lần tiếp xúc với lại là hai đứa có đi chơi, đi uống cà phê thì cảm thấy anh này chu đáo và dạ, quan tâm dữ lắm. Cái gì tốt đẹp nhất thì đều nhường cho em hết. Nên là em thấy người này tốt với mình quá. Với lại cái động lực nhiều nhất của em là em cảm thấy gia đình bên anh Tú, ba mẹ rất là hạnh phúc. Dạ. Nên là em cảm thấy ngưỡng mộ lắm. Em muốn là một thành viên trong gia đình từ khi mà lúc tiếp xúc được với ba mẹ. Nhưng mà quen nhau lâu không rồi mới đám cưới? Dạ cũng lâu. Lâu à? 4 tháng. 4 tháng quá ha. Ôi 4 tháng trời lâu. Dạ chưa tính tháng mới đám cưới đó. Cách đây bao lâu rồi ta? Dạ 14 năm chị dạ. Mà nó nghe nè dạ. Tình yêu mà có 4 tháng mà đã đám cưới luôn rồi. Vậy thì cái mức độ thân thiện của tụi em, cái mức độ mà gia chạm của các em là tới đâu? Đám hỏi xong là hai đứa thì mới được phép, thì lúc đó là làm đám xong rồi vô nằm nghỉ ngơi trong buồng. Thì lúc đó là mới va chạm nhẹ là ôm hôn. Còn cái gì là để lại cho đêm tân hôn đúng không? Dạ. Vậy đêm tân hôn nó có đặc biệt không? Đêm tân hôn anh Tú làm lãng mạn lắm. Em thấy như trong phim, hoa hồng rải trên giường rồi nến thơm. Em nói trời, xong bước vô mở cửa vô cái phòng ngủ đẹp quá, mà anh chuẩn bị đâu hồi nào á em đâu có biết đâu. Với lại một cái đầm ngủ thiệt là đẹp để đó. Ảnh cầu hôn ngay trong đêm tân hôn. Ảnh nói bây giờ bé chịu làm vợ anh chưa? Trời vậy ơi là... cứ ta rồi mà hỏi câu, hỏi một cái câu mà thiệt á. Hỏi cho con. Lúc đó mà tỷ dụ nó không, em không chịu thì giờ làm. Còn sao? Gì? Không lẽ trả nhẫn lại. Sao cái lời cầu hôn đó là những cái gì nó diễn ra trơn tru không em? Dạ cũng tạm tạm. Dạ lần đầu mà anh cũng chật vật chứ. Lúc đó bé mới 20, bé này 18, biết tại cái gì mà không chật vật. Hai đứa là lần đầu tiên của nhau đúng không? Dạ chắc chắn mà. Luôn. Rồi hai đứa có con chưa? Dạ tụi em được 4 bé. 4 đứa trời luôn trời. Lâu lắm rồi mới tên. Lâu lắm rồi chị mới tính nói câu đó đó. 4 đứa mà phọt đứa nào cũng mong lành hết trơn vậy thiệt. Nhìn tụi em giống như mới cưới hồi hôm vậy đó. Dạ. Rồi đứa lớn nhất là mấy tuổi? Dạ đứa lớn nhất là 10 tuổi, bé gái 10 tuổi rồi, 4 năm sau mới có con. 4 năm sau. Năm 2008 em có một lần có em bé, nhưng mà bị hư. Lần đó em buồn khủng khiếp luôn, mà cảm thấy mình y như là người vô dụng á. Tự nhiên mình có em bé mà mình không có giữ được á. Nhưng mà lý do tại là mình không biết hay sao? Mình biết là có em bé nhưng mà mình không có nhẹ nhàng, không có nghỉ ngơi nhiều á. Cảm thấy là y vào sức khỏe quá. Em bị tâm lý nhiều lắm luôn. Em cứ nói anh Tú thôi, bỏ em đi để tìm người khác sanh con cho anh, chứ em hư quá à, có con mà em không giữ được á. Tối nằm cũng nằm ôm anh Tú ngủ mà khóc ướt áo ướt ngực ảnh hết. Sau đó là bao lâu rồi mới có đứa đầu tiên bây giờ? Dạ 2 năm. Thì cái cảm xúc của em lúc đó làm sao? Tháng nào hai chồng cũng canh hết trơn á. Thành ra là cái lần đó biết sớm quá, anh Tú mới nói thôi từ từ mình hả báo. Cái bé đầu kia là mình vui quá. Mình báo hết người này người kia rồi mình kiểu như là mình vui quá độ đi á. Thành mình ra nghĩ là nó không có tốt. Dạ. Đúng không? Bây giờ mình cứ từ từ bé nó chắc chắn rồi mình sẽ thông báo cho ông bà. Thông báo cho bạn bè sao. Rồi bé đầu xong rồi bé tiếp tục là bao lâu mới có? Dạ em có liền luôn. Em không dám ra được cái ra hoài luôn. Dạ. Đúng rồi. 9 tháng làm sau á. Là ra nữa. Dạ. Rồi cái đứa thứ ba? Đứa thứ ba thì em cảm giác là ngưng lại thời gian là 2 năm. 2 năm. Dạ. Rồi cái bé thứ tư? Là 3 năm. Năm 1, năm 2, năm 3. Chưa có năm đại học. Còn bây giờ có tiếp nữa không? Em ngưng rồi. Anh Tú nói năm sau, 5 tuổi anh đẻ con gái Úc, nó ẩn tuổi cha tốt lắm á. Dụ em hoài. Có nghĩa là
ơi. Thêm đứa nữa là đặt tên là đại học. Dạ. Bây giờ bắt đầu mình đi vào cái phần mà quan trọng đó chị. Anh chị ha. Thấy hai vợ chồng này vui quá à. Đại hội vạch mặt đó, cái phần đó đó. Anh ấy có những cái tật xấu gì nè? Ông xã em thì em thấy ít tật xấu lắm. Nhưng mà có một chút xíu chơi game. Mê game. Dạ. Có hơi lớn tiếng với con một chút. Trong mắt em vậy là cảm thấy anh bây giờ là hoàn hảo. Thôi bây giờ tới em. Tới em đó. Bé Liên vợ em thì xấu ăn, xấu ngủ, xấu ở. Xấu ở là sao? Xấu ở là mỗi lần mà nhà cửa bời bộn, rồi đồ đạc để không đúng nơi, con cái thì nói chung là đi học giờ thì mấy bé để đồ đạc lung tung hết. Thì cằn nhằn trong nhà với em vậy đó. Cái đó là cái mà xấu ở đó. Xấu ăn là sao? Đói lên là phải hối thúc em. Xấu đói không ăn là quạo, là xấu đói. Đói bụng là quạo luôn. Mà bà có giỏ nữa. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa nè? Hết rồi, có nhiêu đó thôi. Mười mấy năm ở chung với nhau mà cái tật xấu mà hai người kể mà thấy có chút xíu, nó nhỏ nhoi quá, giờ sao đây? Thôi để coi. Vậy em muốn vợ em thay đổi gì không? Liên nấu ăn ok không? Gần đây thì nấu ăn ngon. Cười có nghĩa là chắc cũng được thôi, đúng không? Có một lần là hồi đó mới cưới là em chưa có biết nấu ăn. Cái cô bếp cổ đi về quê, mẹ đem đồ ăn về, mẹ nói Liên bữa nay con nấu ăn nha. Trời, em xanh lét mặt mày hết. Em nói anh ơi hết rồi giờ sao anh. Rồi cái anh nói để anh xuống anh nấu 1 phút 30 giây xong xuôi hết. Vậy là Tú nấu ăn ngon. Dạ nấu ăn ngon. Bưng lên cái ba mẹ ăn, ba mẹ nói yên Liên bữa nay nấu ăn được cái ta. Ôi ôi vậy. Ai ngờ đó. Đâu hai chồng ngồi cười tủm tỉm. Lần đầu tiên ba mẹ biết điều này. Bây giờ ba mẹ biết. Coi như là một bí mật giấu mười mấy năm, bữa nay bây mới giờ loài ra. Rồi đó. Nhưng mà giờ con dâu đã nấu ăn được. Vậy sao giờ Liên muốn Tú thay đổi điều gì? Em chỉ muốn ông xã em giữ gìn sức khỏe, ngủ đúng giấc, rồi ăn đúng giờ. Với lại có dạy con thì nhỏ nhỏ, đừng lớn tiếng với con nhiều quá. Ừ, Tú có mong Liên thay đổi gì không? Dạ không có đâu. Vậy gì? Thôi đó hả, giữ nguyên giữ vậy nguyên đó hả? Cũ. Trời ơi, cái cặp này tôi nói thế là quá đặc biệt luôn á trời ạ. Mười mấy năm mà thứ nhất là nhìn phọt của hai anh chị giống như mới cưới hồi hôm. Đúng rồi, anh bất ngờ á. Dạ. 4 đứa con rồi mà cái tình cảm á, mà nói với nhau á, cũng giống như mới cưới hồi hôm. Dạ. Thì á, chương trình chỉ biết là đầu tiên là cảm ơn tụi em từ Bình Dương lên đây tham gia chương trình, chia sẻ về cái hạnh phúc của mình. Sau đó là chỉ biết chúc tụi em cứ như thế hạnh phúc hoài như vậy thôi. Và cái lò vỏ ngày càng phát triển. Đúng rồi, càng nhiều môn sinh. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Dạ.